Xin chào chính mình chào anh em đã quay trở lại với channel Hỏi Gen IT. Mình là Eric. Hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau nâng cấp cái con chatbot của chúng ta. Cụ thể ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta có thể gọi là lấy dữ liệu từ database và chúng ta sẽ gọi là gửi cái dữ liệu đấy cho con chatbot của chúng ta nha. Thì trước khi bắt đầu video này thì mình chân thành cảm ơn một bạn đã tài trợ cho cái video này nha các bạn. Thì nhờ các bạn ấy thì mình đã có thêm động lực để gọi là làm cái video này nha. Thì điều đầu tiên ấy, về cái nguyên tắc ấy, thì mình sẽ giải thích trước về cái nguyên tắc chúng ta sẽ làm nha các bạn. Thì mình sẽ lấy một cái ví dụ minh họa nha các bạn. Ví dụ như rằng là khi các bạn nhấn vào cái nút gọi là cái nút mà main menu ấy, các bạn thấy rằng là mình sẽ demo lại con chatbot nhà hàng của mình nha. Thì mình biết rằng là bây giờ con chatbot nhà hàng bây giờ nó chạy không ngon được như cái ngày xưa mình làm nữa, bởi vì là thằng Facebook nó thay đổi đó các bạn. Các bạn muốn mà cho nó chạy được ngon ấy thì các bạn phải apply các quyền mới của nó ấy. Ví dụ như rằng là khi mà mình nhấn vào cái nút này các bạn này, khi mà cái chữ Eric này các bạn này, đây này, ví dụ là nó ghi là Harry Phạm này này, thì nó chỉ có mình, nick mình mới thấy được cái tên này thôi. Còn nếu như rằng bạn bè của bạn nhắn tới thì nó sẽ hiện undefined. Lý do nó undefined không phải là do chúng ta lỗi code đâu các bạn, mà do thằng Facebook nó chặn ấy. Các bạn muốn thì các bạn phải apply cái gọi là profile cái gì ấy, một cái gọi là page profile, một cái quyền khác của thằng Facebook nha. Thì ở đây thì ví dụ như các bạn nhấn vào menu chính chẳng hạn này, thì ở đây thì không biết nó có ra gì không. Đây. Đấy, các bạn thấy rằng là bây giờ bạn ấy muốn rằng là ví dụ cái menu của nhà hàng, ví dụ mình nhấn vào bữa trưa đây chẳng hạn này, thì nó sẽ lấy những cái món ăn mà bạn ấy gọi là để ở dưới database, chứ không phải rằng là những cái món ăn chúng ta hard code ở đây. Thì việc mà các bạn gọi là lấy những cái dữ liệu từ phía database ấy, thì giúp các bạn gọi là code của cái con bot này chúng ta không phải sửa gì cả các bạn ạ. Chúng ta chỉ sửa gọi là dữ liệu database thì ngay lập tức con chatbot nó sẽ sửa theo cái yêu cầu của chúng ta. Thì đấy là nôm na về ý tưởng nha. Thì quay lại code của chúng ta này, thì cái phần mình sẽ mở cái code gọi là cái phần ví dụ như là các bạn làm cái bữa trưa đúng không? Thì cái bữa trưa của chúng ta đấy chính là lunch menu đúng không các bạn? Ở đây này chính là cái squid case của mình ấy. Thì mình sẽ nhấn vào cái là handle send lunch menu nha các bạn. Thì dĩ nhiên rằng là chúng ta vẫn cần cái sender PSID. Chúng ta cần cái này để cho gọi là chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ gửi đến cho ai đúng không các bạn? Đây. Thì mình sẽ tìm đến đây. Các bạn thấy rằng là để được gửi được cái menu gọi là lunch menu ấy, thì chúng ta phải chuẩn bị cái gọi là template, hay nói nôm na rằng là nội dung chúng ta sẽ cần gửi ấy. Thì ở đây thì mình sẽ nhấn vào cái template nha các bạn. Các bạn thấy này, ngay ở dưới này. Thì bây giờ công việc của chúng ta cực kỳ đơn giản thôi các bạn. Thay vì các bạn gọi là hard code sẵn những cái đường link này, thì chúng ta gọi là lấy từ database lên thôi. Nó chẳng qua rằng là các bạn sẽ cần phải code thêm ở đây này. Tức là các bạn sẽ cần vào cái đoạn này này. Các bạn sẽ là get data from database thôi. From database, đấy. Bây giờ thì mình chỉ gọi là giúp các bạn gọi là chúng ta sẽ lấy cái đoạn này từ database lên. Thì bây giờ ấy thì để làm gọi là cái con chatbot ấy nó có thể kết nối được đến database ấy, thì bây giờ thì mình sẽ nói qua về ý tưởng nha các bạn. Ý tưởng của mình ấy, nếu mà tại vì con chatbot này mình đang gọi là host free trên Heroku ấy các bạn này, mình đang dùng Heroku. Thành ra rằng là khi mình dùng Heroku ấy thì bạn nào học cái khóa full stack với mình rồi thì các bạn sẽ có thể biết rằng là mình sẽ dùng một cái thằng có tên là Postgres. Postgres chính là một cái database mà các bạn có thể dùng free. Đây này, cái hình convoy này này các bạn này, nó vẫn là cơ sở dữ liệu quan hệ thôi các bạn. Nó giống hệt MySQL, nó giống hệt SQL Server thôi, nó không khác gì cả đâu các bạn. Nếu mà các bạn muốn khác thì chúng ta phải dùng MongoDB ấy, một cái là phi quan hệ nha. Còn thằng Postgres hay là Oracle ấy, sau này các bạn đi làm thì người ta sẽ dùng nhiều, bởi vì rằng là nó hay dùng cho các doanh nghiệp ấy. Thì khi các bạn dùng Heroku thì các bạn dùng thằng này này thì nó vẫn là miễn phí nha. Còn nếu mà các bạn dùng MySQL ấy thì các bạn phải trả tiền. Đấy là lý do tại sao mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng thằng Postgres nha, bởi vì rằng là mình đang host cái con chatbot của mình với thằng Heroku. Thì ở đây thì để cho đơn giản cũng như là nhanh chóng ấy, tức rằng là như thế này. Câu chuyện rằng là ví dụ rằng là mình đang demo cho các bạn là dùng MySQL đúng không? Tuy nhiên rằng là lên trên Heroku ấy thì mình phải dùng thằng Postgres ấy. Thì mình muốn rằng là sửa code của mình một cách ít nhất mình không phải sửa lại code quá chỉ nhiều các bạn. Thì bây giờ thì mình sẽ dùng một cái package mà giúp mình có thể dùng ORM nha. Cái package đấy có tên là SQLite nha các bạn. Các bạn nào đã dùng Node.js rồi thì các bạn sẽ biết rằng là chúng ta sẽ có một package tên là SQLite. Thì thằng SQLite này là một cái package nó hỗ trợ ORM, chính là Object Oriented Program ấy, Mapping ấy. Tức rằng là thay vì các bạn phải viết câu lệnh query thuần, ví dụ như rằng là các bạn viết rằng là ví dụ các bạn muốn lấy tất cả user thì các bạn phải viết rằng là select all from the user table đúng không? Thì bây giờ chúng ta chỉ cần viết một cái câu là find all là xong. Thì thằng ORM này các bạn có thể dùng với Java, các bạn dùng PHP, rất nhiều ngôn ngữ nó hỗ trợ cái kiểu ORM này nha. Bạn nào chưa biết về ORM ấy thì các bạn có thể gõ keyword là ORM như thế này này.
thì nó sẽ giải thích các bạn rồi đây này. Tức rằng là thay vì các bạn phải gõ câu lệnh SQL thì chúng ta sẽ cần phải tham chiếu đến đối tượng nhé. Thì trong cái khóa này thì mình sẽ không giải thích quá chi nhiều về cái ORM. Bạn nào mà chưa biết ORM là gì cũng như là SQLite là gì ấy, thì các bạn có thể vào channel YouTube của mình nhé. Đây này, thì mình sẽ mở cái channel YouTube của mình này. Thì bạn nào mà đã biết Node.js rồi đúng không? Thì các bạn muốn học về ở đây thì mình lại nhấn sai mất nút rồi. Đây thì mình sẽ quay lại cái của mình. Thì mình có một cái playlist đây các bạn, chính là cái khóa full stack này của mình đây này, 117 video ấy. Thì mình có cái khóa full stack này. Thì bên trong cái khóa full stack này ấy, thì tại cái video gọi là đây các bạn này, các bạn có thể xem từ video thứ 16 là mình hướng dẫn các bạn cài đặt môi trường Node.js này, video thứ 17 rằng là viết một cái Hello World với thằng Express, chính là cái Hello World với con chatbot của chúng ta ấy. Sau đấy thì mình hướng dẫn các bạn cài MySQL này, sau đấy thì mình giúp các bạn dùng với thằng SQLite luôn các bạn này. Các bạn thấy rằng là mình có hướng dẫn các bạn dùng SQLite nha. Ở đây thì mình sẽ dùng SQLite luôn và mình sẽ bỏ qua cái bước gọi là cấu hình thằng SQLite bởi vì rằng là nó tốn khá nhiều thời gian của mình. Thì ở đây thì có một điều lưu ý các bạn này, thì tại sao mình chọn thằng SQLite, bởi vì rằng là các bạn thấy rằng là mình có thể dùng cái package có tên là PG Hash Store đây các bạn này, thì nó dùng cho Postgres này. Ngày xưa thì khi mình hướng dẫn các bạn dùng MySQL thì mình sẽ dùng một package có tên là MySQL 2. Còn bạn nào dùng gọi là Microsoft Server ấy thì các bạn sẽ tải một package có tên là TDS cái gì này mình cũng không biết đọc đâu. Thì các bạn có thể dùng cái này. Thì khi mà các bạn cài những thằng này ấy, thì điểm khác biệt đấy chính là chúng ta chỉ cần sửa mỗi một cái file, đấy chính là kết nối đến database cho các bạn. Nó có một cái file đây này, chính là cái file kết nối đến database. Đấy các bạn thấy rằng là các bạn chỉ cần sửa cái đoạn này thôi các bạn này. Các bạn chỉ cần sửa cái dialect ở đây ngay tại đây. Tức là các bạn dùng thằng nào các bạn thay vào đấy thôi. Microsoft SQL thì chúng ta sẽ dùng thằng này. Còn ở đây thì để minh họa tại phía local của chúng ta thì mình sẽ dùng MySQL. Còn khi mà đẩy con chatbot lên Heroku thì mình sẽ dùng Postgres nha các bạn. Thì lý do mình dùng MySQL bởi vì rằng nó cài đặt rất là nhanh, cũng như rằng đấy là điểm mạnh của mình nha. Thì mình sẽ test tại local là mọi thứ nó siêu nhanh luôn các bạn, chúng ta không tốn quá nhiều thời gian nha. Rồi, thì để bắt đầu thì trước tiên thì mình sẽ cần phải đi cài đặt nha các bạn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải cài đặt thằng SQLite nha. Thì ở đây thì mình để mình xem là máy tính của mình có thằng SQLite CLI không nhỉ. Thì mình sẽ search một cái là mình sẽ CMD xem này. SQLite. Thì thằng SQLite máy tính mình cũng không có các bạn, khá chỉ là may. Tức rằng là mình sẽ cần phải cài đặt giống các bạn. Tại sao nó không có nhỉ? Trong khóa full stack mình đã dạy các bạn rồi. Tuy nhiên rằng bây giờ mình phải cài thì nó mới có. Ở đây thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải cài thằng SQLite các bạn này. Thì các bạn sẽ gõ cái trang npm cho mình. Thì các bạn thay cái đường link ở trên này cho mình bằng chữ SQLite này. SQLite. Đấy. Thì các bạn sẽ cần phải cài chính xác như thế này cho mình nhé. Thứ nhất rằng là chúng ta sẽ cần phải cài thằng SQLite version là 6.9.0 nha. Các bạn sẽ gõ chính xác như thế này cho mình này. Các bạn sẽ gõ là npm install to save. Chúng ta sẽ trừ exact nha. Các bạn thêm cái từ exact để cài đặt chính xác version nhé. Exact này. Exact. Các bạn sẽ cho mình một cái là SQLite. SQLite. Version của chúng ta sẽ là 6.9.0 nha các bạn. Các bạn sẽ là A+6.9.0. Đấy. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cần phải cài một package có tên là MySQL2 nha các bạn thêm cho mình số 2 nha. Đây này. Thì bản chất của cái package này nó khác với thằng MySQL ở chỗ là performance thôi các bạn. Thì thằng này hiệu năng nó tốt hơn. Thì các bạn sẽ gõ cho mình là MySQL. Chúng ta sẽ dùng MySQL tại vì test thằng này khá chỉ nhanh. Đấy các bạn sẽ cho mình một cái là A+2.3.3 nha. Đấy. Như vậy rằng là mình đã cài, gọi là mình sẽ cần phải cài hai package này nhé. Mình sẽ copy nhé. Các bạn lưu ý rằng là gọi chính xác version như thế này để chúng ta có cùng một cái version trên máy tính nhé. Thì hiện tại thì trước khi bắt đầu thêm nữa thì các bạn sẽ đảm bảo cho mình là ở đây thì Node.js mình đang dùng là version 14 nhé. Các bạn dùng version version 16, 17 ấy. Bây giờ nó mới quá, thư viện nó chưa kịp hỗ trợ đâu. Thì mình vẫn khuyên các bạn dùng version 14 trở xuống nha. Mình không khuyến khích các bạn dùng version cao hơn, lỗi là các bạn tự chịu nha. Bởi vì rằng là cái mới thì thư viện, đây là lỗi, không phải lỗi tại mình mà lỗi cho thư viện ấy. Thì thư viện các bạn cần phải chờ thời gian thôi. Rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ quay lại với project của chúng ta. Các bạn paste vào, chúng ta sẽ cài đặt thằng này nha. Mình sẽ cài đặt thêm thằng này. Thì ở đây thì trong cái thư mục config này, mình sẽ tạo thêm một cái file nữa. Mình đặt tên là connectdb nha các bạn. Đây, .js nha. Đấy. Mình tạo thêm một cái file mà mình đặt tên là connectdb rồi nha các bạn. Thì ở đây thì mình sẽ dùng nhanh luôn cái thằng sampp để mình có thể kết nối đến database các bạn này. Ở đây thì tại sao mà nó no matching version MySQL 2.3.3 không có? Sorry các bạn nha. Của chúng ta là MySQL 2 nha các bạn. Mình gõ nhầm nha, mình thiếu mất thằng số 2 MySQL 2 nha các bạn. Đấy. Như vậy thì mình nghĩ là sẽ hết lỗi thôi, nó quay mà.
Ở đây thì mình sẽ mở nhanh cái thằng SAM PP để mình có thể mở cái database của chúng ta này. Mình sẽ đi tạo một cái database nha các bạn. Cái công việc này nó cực kỳ dễ thôi. Bạn nào mà đã code nhiều rồi thì việc các bạn tạo một cái database tại local cực kỳ nhanh. Lý do mình dùng thằng SAM PP ấy, tức rằng là dùng cái thằng PHP như thế này, không phải rằng là mình thích PHP. Lý do bởi vì là nó cực kỳ nhẹ, cài đặt cực kỳ dễ. Còn các bạn mà dùng cái thằng MySQL Workbench ấy, thì các bạn cài đặt khá chỉ là lâu. Thì đấy là lý do tại sao mình dùng thôi. Rồi, ở đây thì mình sẽ tạo mới một cái database, thì mình sẽ đặt tên là chatbot này các bạn. Đấy, thì đặc điểm của thằng thằng này, cái tài khoản mình đã nhập chính là tài khoản root và mình dùng không mật khẩu. Còn bạn nào mà dùng MySQL thì đôi khi các bạn phải cần setup mật khẩu cho nó nữa. Thì ở đây thì mình sẽ cần phải xem cái tài liệu của nó này. Và mình sẽ cần đây, mình sẽ copy paste cái file gọi là đây các bạn này. Mình sẽ copy cái đống sheet này, mình copy nha. Và mình sẽ quay lại, các bạn thấy rằng là mình đã cài đặt thành công các bạn này. Đã có hai dấu cộng ở đây nha. Đồng thời thì trong cái file package.json của mình ấy, các bạn có thể thấy cho mình này. Trong file package.json của mình đã có một cái là MySQL2 này. Cũng như rằng là mình đã có thằng SQLite, ok chưa? Rồi, thì bây giờ thì mình sẽ cần phải paste cái đống sheet của chúng ta vào. Đấy, các bạn để ý cho mình rằng là thứ nhất rằng là mình đã import thằng SQLite này. Sau đấy thì option 1 của chúng ta thì chúng ta sẽ xóa cái đoạn này các bạn này. Chúng ta không cần cái option 1 nhé. Chúng ta sẽ dùng cái option 2 để chúng ta có thể kết ở đây. Mình sẽ cần phải dùng cái option 2 để mình kết nối lên database các bạn này. Ở đây thì mình cũng không cần option 2. Chúng ta sẽ là option 3 nha các bạn. Ở đây thì tại sao mà nó đang báo lỗi nhỉ? Chúng ta ở đây thì cái dialect của mình thì mình sẽ là để là MySQL nha các bạn. Đây. Đấy. Đấy, như vậy thì nó hết lỗi rồi nha các bạn nha. Đấy. Rồi, database của mình thì mình sẽ thay bằng cái database mình vừa tạo. Ở đây thì mình sẽ cần phải xem lại cái database mình vừa tạo đâu nha. Database mình vừa tạo mình đặt tên là chatbot nha các bạn. Đây, đấy thì bên trong này mình sẽ thay bằng chatbot nha. Ở chatbot username của mình đặt root nha. Đấy, root chính là cái username của mình. Còn password của mình thì mình không dùng không password thì mình sẽ để là null nha các bạn. Đấy, rồi. Thì ở đây thì dialect của mình chính là cái gọi là cái cơ sở dữ liệu mình dùng là MySQL thì mình sẽ để như vậy. Còn ở đây thì địa chỉ cái host của chúng ta đang là localhost thì mình sẽ để là localhost nha. Rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ cần phải xem lại tài liệu của nó xem nào. Để test connection thì chúng ta sẽ chờ như thế này. Đấy, mình sẽ copy file này nhé. Rồi, thì mình sẽ paste tiếp xuống này. Chúng ta sẽ dùng một cái try and catch nha các bạn. Thì ở đây thì các bạn sẽ cho mình một cái function nha, constant này. Connect DB nha các bạn. Bằng một cái arrow function các bạn đánh ra cho mình. Đấy. Lý do chúng ta phải dùng cái function ở đây thì bởi vì rằng là chúng ta sẽ move cái đống code này vào các bạn này. Đấy, rồi. Ở đây thì các bạn sẽ cho mình một cái là export, chúng ta sẽ cần phải export cái function ra, mình sẽ export cái function connect.db. Đấy, rồi. Thì ở đây thì chúng ta dùng await thì các bạn đầu hàm các bạn cho mình cái word là async nhé. Đấy, chúng ta sẽ xử lý bất đồng bộ mà. Đấy. Nếu như rằng là chúng ta kết nối thành công ấy thì chúng ta sẽ có dòng chữ này, còn nếu như rằng chúng ta kết nối thất bại thì chúng ta sẽ hiện ra cái dòng này ở dưới console nha các bạn. Thì ở đây thì mình sẽ copy câu lệnh này nhé. Và mình sẽ nhấn Ctrl S cho nó lưu lại. Đồng thời thì mình sẽ mở cái file là server ra nha các bạn, cái file mà chúng ta chạy project ấy. Thì ở đây thì mình sẽ đi import cái file của chúng ta vào cái hàm gọi là connect.db của chúng ta. Connect.db này này, connect.db mình sẽ đi tìm nha các bạn. From này, chúng ta sẽ là from, chúng ta sẽ tìm cái thư mục config và chúng ta sẽ connect.db. Đấy. Thì do rằng là đây này, mình sẽ nhấn vào đấy, các bạn thấy rằng nó sẽ nhảy đến cái hàm này thôi. Đấy, mình đã export nó ra rồi mà. Rồi. Ở đây thì khi mà các bạn gọi là app của chúng ta sẽ gọi ngay đây các bạn này. Các bạn sẽ gọi cái hàm này. Đấy. Thì bây giờ thì mình sẽ chạy ứng dụng của chúng ta lên nha. Thì để chạy ứng dụng của chúng ta thì mình sẽ dùng câu lệnh là npm start thôi. Thì nó sẽ chạy ứng dụng của chúng ta lên. Nếu như rằng là các bạn kết nối thành công ấy thì nó sẽ có một cái, chúng ta sẽ có một cái dòng chữ là connection established successfully, tức rằng là cái gọi là kết nối đến database của chúng ta nó đã thành công ấy. Thì bên trong này các bạn này, bên trong này của chúng ta thì nó có ra một cái dòng chữ là connection này, tức rằng là từ established, tức rằng là từ sáng tạo ấy, được thành lập đấy. Đấy, các bạn thấy rằng là ở đây thì một cái warning, các bạn chờ một xíu nhé. Cái warning này là do cái thư viện thôi, chúng ta không cần phải quan tâm đến thằng này đâu. Đây, các bạn thấy rằng là đây này, connection, các bạn thấy là điều quan trọng nhất của mình là mình đã ra được cái dòng chữ là connection has been established successfully ấy, thì nó đồng nghĩa với việc rằng là mình đã kết nối thành công đến database nha các bạn. Thì ở đây thì chúng ta sẽ cần một cái, tức rằng là để làm cho nó nhanh ấy, thì mình sẽ dùng một cái công cụ tiếp theo có tên là SQLite, CLI nha các bạn. CLI là viết tắt của từ là Command Line Interface, tức là giao diện dòng lệnh ấy. Thì ở đây thì mình muốn rằng là bây giờ mình sẽ tạo cái table bên trong database của chúng ta luôn nha. Rồi, thì để làm được điều đấy thì mình sẽ cần phải quay lại với thằng SQLite. Nó có một cái phần, thì các bạn sẽ gõ như thế này các bạn này. Đây là cách các bạn đọc tài liệu nha. Đây.
Bởi vì rằng là mình không có quá nhiều thời gian mà lại có quá nhiều kiến thức phải cover đấy các bạn, thành ra là cá nhân mình làm ấy mà phải hướng dẫn lại thì nó làm khá chi là lâu. SQLite CLI đấy, rồi thì mình sẽ cần phải gõ, thứ nhất rằng các bạn sẽ cài đặt thằng SQLite CLI này, thì đầu tiên rằng là cái từ mình nói chính là từ này các bạn hãy viết tắt như mình đã nói là Command Line Interface ấy. Rồi thì ở đây thì các bạn sẽ cài cho mình version là 6.3 nhé, các bạn sẽ gõ, các bạn sẽ thay cái này cho mình này đây. Các bạn sẽ cho mình một cái là SQLite, chúng ta là SQLite cách ngang CLI nhé các bạn sẽ a còng version cho mình là 6.3.0 đấy, các bạn copy cái dòng lệnh này chúng ta cài đặt lên trước và mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng nhé. Rồi thì các bạn sẽ nhấn nếu nhấn dấu cộng đây thì nó sẽ ra một cái terminal mới thôi, paste vào đấy để cho nó cài nhé. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải đi đọc document của nó các bạn này đây. Chúng ta sẽ cần đây thì mình sẽ cần phải xem thằng CLI đây này, thì có một cái topic như thế này thì mình sẽ để tại phần miêu tả của video nha, các bạn có thể nhấn vào đây đọc cho nó nhanh. Chúng ta cài xong này thì bây giờ thì chúng ta đây, bây giờ thì chúng ta sẽ copy câu lệnh này nha các bạn lưu ý cho mình này. Thì ở đây ấy, thì tại sao nó lại dùng cái câu lệnh là node module như thế này, đúng ra ấy cái thư cái câu lệnh mà node module như thế này bản chất của nó rằng là nó sẽ chạy đến cái thư mục này của chúng ta này, nó sẽ chạy vào cái thư mục node module này các bạn này, vào cái thư mục này của chúng ta này. Nếu như rằng là các bạn cài cái gọi là thằng SQLite CLI Global ấy, tức rằng là các bạn thêm cái dấu này này, các bạn thêm cái dấu trừ G ấy, viết tắt của từ Global thôi, thì các bạn sẽ không cần phải chạy cái thư mục node module nữa, mà chúng ta chỉ cần gõ câu lệnh là SQLite init là xong thôi. Còn ở đây thì các bạn sẽ copy câu lệnh này cho mình nhé, mình sẽ copy câu lệnh này, mình sẽ copy nhé, mình copy nhé. Rồi thì mình sẽ vào cái thư mục của chúng ta nha các bạn để ý cho mình rằng là mình đang đứng tại mình sẽ cần phải các bạn để ý cho mình này. Thì cái gọi là cái đường link của mình ấy là mình đang đứng ở gọi là ở ngoài cùng ấy này. Bây giờ thì mình sẽ cần phải cd vào bên trong thư mục root, thư mục src nha các bạn. Đây mình cd nha các bạn, thấy cho mình là từ cd viết tắt của từ change directory ấy, thay đổi thư mục ấy đấy, mình enter nha các bạn để ý cho mình bây giờ là mình đã vào bên trong thư mục src rồi nha. Và bên trong này các bạn sẽ nhấn phải chuột cho mình và các bạn enter cho nha. Đấy các bạn thấy rằng là the term node module SQLite not organized này. Mình nhớ rằng là mình đã từng hướng dẫn các bạn fix cái này rồi. Bây giờ thì mình sẽ cần phải xem lại xem nào. You need to chúng ta có quá nhiều cái bị lỗi. Thì ở đây thì mình sẽ vào bên trong cái sorry các bạn nhé. Đây, lỗi của mình thôi, mình sẽ CD nó ra. Đây. Ở đây thì các bạn sẽ gõ như thế này. Đây. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ như thế này nha các bạn gõ y nguyên như thế này cho mình nhé. Chúng ta không cần phải CD đâu, các bạn enter. Chúng ta vẫn lỗi. Ok chưa? Ở đây thì mình không biết tại sao, tuy nhiên rằng là nó đang bị báo lỗi một vài cái đấy các bạn này. Thì mình sẽ cần phải ở đây thì mình sẽ copy cái đống sheet này, mình sẽ copy cái thằng này nha, xem là có được không này. Cái này là do issue bound cell, chúng ta sẽ cần phải you will have a shell setting.json này. Ở đây thì chúng ta sẽ cần phải để mình xem này, new terminal. Ở đây thì mình sẽ cần phải xem PowerShell của chúng ta vẫn là PowerShell mà. Chúng ta có một cái là PowerShell default command prompt này. Đấy. Mình sẽ mở bằng cái command prompt nha các bạn, CMD, các bạn thấy rằng chỗ này là CMD nha. Sorry các bạn này, mình sẽ cần phải mình sẽ copy lại cái câu lệnh của chúng ta nha. Ở đâu nha? Đây, mình sẽ copy lại câu lệnh này. Rồi, thì mình sẽ cần phải Ctrl C. Mình sẽ tắt hẳn luôn, mình sẽ mở lại nha các bạn. Mình sẽ nhấn vào dấu cộng chỗ này này. Ở đây thì vẫn là PowerShell, mình sẽ nhấn vào cái dấu bên cạnh ấy, mình sẽ chọn một cái là Command Prompt nha các bạn, tức rằng các bạn mở bằng CMD ấy. Thì Node Module, ở đây thì chúng ta lại bị một lỗi khác là Node Module What the hell, chúng ta lại, tại sao nó lại không hiểu nhá. Node Module, thì chúng ta sẽ CD thư mục src xem nào. Rồi, thì mình sẽ paste đây. Chúng ta vẫn không được à, căng nhỉ. Thì hôm trước mình nhớ rằng là mình đã để một cái topic ở đâu nhỉ. Ở đây thì mình sẽ cần phải mở lại cái Sari của mình cũng không nhớ nữa bởi vì rằng là mình không có quá nhiều thời gian thêm dữ liệu với SQLite các bạn này. Thì ở đây các bạn thấy rằng là tạo model tại thư mục root sử dụng câu lệnh này, các bạn thấy rằng là tài liệu tham khảo đây, mình có một cái blog mình tham khảo đây này, nó hướng dẫn cài đặt, mình đã cài đặt rồi, check out SQLite chúng ta sau khi chúng ta đã cài đặt thằng này rồi, CLI rồi này. Ở đây thì nó rằng là mình cũng chạy câu lệnh này mà có cái méo gì đâu mà tại sao mà bây giờ thì mình sẽ ra ngoài nha các bạn, mình sẽ mở cái thư mục này và mình sẽ chọn mở bằng git bash nha các bạn, mình thử một cái lần try lần cuối xem nào.
mình sẽ paste vào đây nha các bạn. Đây, và mình sẽ nhấn enter này. Đấy, thì bây giờ nó ok rồi nha các bạn. Các bạn sẽ cho mở bằng Git Bash cho mình nha. Thì ở đây thì khi mà các bạn, ở đây thì chúng ta hơi dại rồi. Chúng ta mở bằng Git Bash thì nó lại để ra một vài cái thư mục và mình không hề muốn. Thì mình sẽ nhấn Ctrl Z nha các bạn. Mình sẽ nhấn Ctrl Z xem nào. Cũng không được à, Ctrl Z không được. Ở đây thì mình sẽ quay lại xem nào. Ctrl Z thì nó lại mình sẽ xóa nhé, mình thấy Git của mình mà, mình sẽ xóa những cái mà mình vừa tạo nha các bạn. Các bạn thấy rằng là chúng ta chỉ xóa cái thư mục ở đây, các bạn sẽ xóa cho mình cái thư mục model này. Các bạn xóa những cái này cho mình nhé. Ở đây này, các bạn chỉ cần xóa thư mục ba cái thư mục ở trên này, config này, migration và model nhé. Các bạn lưu ý rằng thư mục config ở ngoài nhé, chứ không phải là thư mục config ở bên trong cái thư mục src đâu nhé. Các bạn sẽ xóa này, đấy mình sẽ xóa những cái này. Đấy, rồi. Các bạn thấy rằng mình sẽ xóa luôn cái thư mục shader, tức là cái thư mục mà tạo data fake ấy, thì nó đặt tên là shader ấy. Rồi, các bạn thấy rằng thư mục config của mình bên trong đây các bạn này, nó vẫn có hai file bình thường nha. Thì đây thì ở ngoài thằng Git Bash đây các bạn này, các bạn sẽ gõ cho mình là cd. Các bạn sẽ cho mình một cái là cd cái thư mục src. Rồi, bây giờ các bạn sẽ chạy lại câu lệnh lúc nãy là node module chúng ta init ấy. Node module chúng ta tại sao mà chúng ta không được nhỉ? Chúng ta vẫn bị cái này vô lý nha, nó không hiểu. Khi mà chúng ta chẳng lẽ chúng ta phải làm tay à? Mình hơi ghét nha. Chúng ta node module chúng ta thì mình sẽ xem lại một chút nào. À, ở đây thì ngay bên trong thư mục đây các bạn mình quên mất nha, chúng ta sẽ tạo một cái file này này, đây chính là file cấu hình của nó nhá. Các bạn sẽ tạo cho mình một cái file bên trong cái thư mục root này các bạn này. Các bạn thấy rằng là lâu ngày mình không làm thì mình cũng quên thôi. Các bạn để ý cho mình rằng là nó có một cái dấu chấm ở đầu tiên nha, SQLite này. SQLite AC ấy, đây chính là cái file cấu hình này. Các bạn để ý rằng là nó ngay ở dưới cái file gitignore đây các bạn này. Đây, mình sẽ mở cái file này lên nhé. Nó hoàn toàn trống không thôi. Thì ở đây thì các bạn sẽ copy paste cái nội dung này này. Đây này. Cái đường link đến cái gọi là cái bài đăng này mình để tại cái video thứ 20 của mình đây các bạn này, trong cái khóa full stack ấy. Đây này, các bạn thấy rằng là mình tạo table thêm dữ liệu database với SQLite ấy. Cấu hình database cho Node.js phần 2 ấy, thì mình có hướng dẫn các bạn ở trong này. Đây này. Đường link của mình là chính là cái bài post ở đây các bạn này. Thì ở đây thì mình sẽ cần phải copy cái đống sheet này nha. Mình sẽ copy cái đống sheet này. Rồi và mình sẽ cần phải sửa một chút nha. Ở đây thì các bạn thấy rằng là thứ nhất rằng là nó require, đây là một cái thư viện của trong môi trường Node.js, nó gọi là cài đặt sẵn cho chúng ta này. Thì ở đây thì cái thư mục config của chúng ta, path của chúng ta, các bạn sẽ sửa cho mình là tại sao mà nó lại migration trong server migration. Ở đây thì các bạn sẽ sửa hết cho mình rằng là src nha các bạn. SRC các bạn sẽ gạch chéo là config cho mình đấy. Thì mặc định thì cái file config.json nó sẽ chạy vào thư mục SRC này và nó sẽ chạy vào thư mục config. Các bạn thêm chữ S cho mình nhé. Migration các bạn là SRC, chúng ta sẽ là trong SRC đấy. Ok rồi, các bạn nhấn Ctrl S cho nó lưu lại nha. Tức rằng là đây chính là quy định nơi nào chúng ta sẽ tạo những đường link này. Thì ở đây thì mình sẽ quay lại các bạn này, mình sẽ quay lại cd ra ngoài nha các bạn. Mình sẽ cd hai chấm để nó ra ngoài này. Đấy, nó bây giờ nó ra ngoài thư mục root nha. Rồi, mình sẽ chạy lại câu lệnh node module. Bây giờ thì hy vọng đấy, các bạn thấy rằng là lần này do mình đã có một cái file cấu hình ấy, thành ra rằng là thư mục migration này, thư mục gọi là model này, thư mục gọi là shader này, nó chạy hết vào bên trong thư mục src đúng như ý của mình chưa? Rồi, bây giờ mình muốn rằng là mình sẽ đi giải thích tại sao chúng ta vừa tạo những vài cái thư mục này nhé. Thư mục migration ấy, các bạn hình dung rằng là khi mà các bạn gọi là làm việc với một thư viện về ORM ấy, việc các bạn tạo các table trong database thì chúng ta sẽ dùng một cái thư mục có tên là migration. Thì việc các bạn dùng migration thì nó sẽ ánh xạ các table của bạn thành các gọi là các model, ok chưa? Thì đấy là lý do tại sao chúng ta có một cái thư mục model ở đây. Ngoài ra thì chúng ta có một thư mục là shader. Shader chính là cái thư mục mà tạo data fake cho các dữ liệu ở dưới database của chúng ta. Các bạn hình dung rằng là dùng ORM ấy thì hoàn toàn gần như là các bạn không cần phải đụng tay đến database, chúng ta sẽ dùng code để khai thác database nha. Ở đây thì sau khi mà các bạn đã cài được cái này rồi thì bây giờ thì mình sẽ đi tạo một cái table mẫu nha. Thì để làm được điều đấy thì các bạn sẽ quay lại cái series của chúng ta này. Các bạn thấy rằng là chúng ta đã config thành công này. À, ở đây có một cái nữa rằng là trong cái thư mục config ấy, nó có một file là package.json này các bạn này. À, config.json này các bạn sẽ sửa lại nhé. Package của mình là để null database của mình trong môi trường development thì mình sẽ để là dev, mình sẽ để là chatbot này các bạn. Các bạn sẽ sửa ở đây nhé. Chatbot này. Đấy. Rồi. Thì sau khi mà các bạn sửa ở đây thì các bạn quay lại chúng ta xóa cái file connect.db nha các bạn. Chúng ta không cần cái file này nữa nha. Chúng ta không cần file này nữa đâu. Đấy, mình xóa cái file này rồi nha. Đồng thời thì trong cái file server ấy, mình sẽ mở lại file server này. File server thì mình sẽ xóa cái đoạn này của chúng ta đi nha. Đây,
mình sẽ xóa luôn cái này bởi vì là chúng ta không còn nữa. Đấy. Thì tại sao chúng ta không còn? Bởi vì là trong cái file model, cái file index đấy các bạn này, đây này, thì chúng ta việc của chúng ta làm lúc nãy chính là cái đoạn này các bạn này, chính là cái đoạn chúng ta kết nối đến database đây này. Đấy. Cái đoạn mà lúc nãy chúng ta làm đây này, nó lấy từ config.database.name.password đấy, bản chất của nó rằng là nó sẽ đọc cái file này các bạn, nó sẽ đọc cái file này, đây. Nó đọc cái file này và nó sẽ tùy thuộc vào môi trường của bạn là development, test hay production thì nó sẽ lấy theo config ở đây nha. Rồi. Thì ở đây thì mình sẽ cần phải đọc lại tài liệu nhỉ, hơi băn khoăn nhỉ, chúng ta sẽ cần phải đọc lại ở đây. Thì đầu tiên thì để gọi là chúng ta sẽ tạo model nha các bạn, thì các bạn sẽ copy y nguyên câu lệnh này cho mình. Đây, nó có một cái câu lệnh để nó gọi là nó render, nó tạo một cái model fake cho các bạn này. Đây này, đây các bạn thấy rằng là mình đã có một cái như thế này nhá, copy rồi nhá. Mình sẽ mở lại thằng GitPath và mình sẽ chạy nó đây. Thì thằng Visual Studio ấy, ngày xưa nó không bị lỗi, tuy nhiên rằng bây giờ nó bị lỗi thì các bạn chịu khó Google nhé. Ở đây thì mình không có quá nhiều thời gian nên mình cũng không Google nữa. Rồi, thì ở đây thì các bạn thấy rằng là mình đã tạo ra một cái model, nó có một cái dòng chữ thành công này. Mình đã tạo một cái model có tên là user.js đấy. Thì bây giờ mình quay lại nhé. Đấy, mình đã có một cái file là user.js này các bạn này. Đấy, các bạn để cho mình rằng là user.js của mình bây giờ nó đã có 3 trường như thế này. Thì thay vì cái user ấy, thì bây giờ mình sẽ đặt tên là product nha các bạn. Ở đây thì để sửa cho nhanh ấy, thì các bạn sẽ copy cái từ user, các bạn Ctrl C, các bạn nhấn phím Ctrl F nhé. Đấy, thì các bạn sẽ thấy lên một cái khung sớt như thế này, các bạn sẽ nhấn giống mũi tên này. Ở đây thì các bạn sẽ cho mình một chữ là product nha, product này. Ở đây thì các bạn sẽ nhấn vào hai cái dấu bên cạnh ấy, hai cái dòng chữ bên cạnh để cho nó tìm chính xác cái từ user viết hoa, phải chính xác như thế này nhá. Nếu như rằng là các bạn không có hai cái này thì đôi khi cái từ user mà các bạn viết thường ấy thì nó vẫn mát. Thì ở đây thì mình sẽ chọn nó viết hoa này. Và các bạn sẽ nhấn vào cái nút ở ngoài cùng này, nó ghi là replace all, tức là chúng ta sẽ thay tất cả. Đấy, các bạn thấy rằng bây giờ cái từ user nó thay hết bằng product nha. Ở ngoài thì các bạn sẽ rename cho mình cái name. Ở đây thì mình sẽ đặt tên là product. Rồi, sản phẩm đây các bạn. Thì ở đây thì product của chúng ta có cái gì? Bây giờ thì mình sẽ quay lại con chatbot của chúng ta nha. Để làm một cái product ấy, thứ nhất rằng là các bạn sẽ cần cho mình một cái, đấy chính rằng là chúng ta sẽ cần phải có một cái, đấy chính là title này, subtitle này. Ngoài ra rằng là chúng ta sẽ cần phải lưu một cái, đấy chính rằng là ở đây này các bạn thấy rằng là có một vấn đề đấy các bạn, đấy chính rằng là cái này là phải phụ thuộc vào ý tưởng của bạn nha. Các bạn muốn thiết kế database như thế nào nhé, thì ví dụ ở đây các bạn để thấy rằng là khi mà mình nhấn vào thực đơn của bữa trưa ấy, bữa trưa đúng không, thì nó chỉ ra được là thứ nhất rằng là nó sẽ ra một cái các món ăn này, món tráng miệng này, các thứ này, có 3 món ăn thôi, và nó có một cái nút, đấy chính là nút quay trở lại. Thì nút quay trở lại thì mình sẽ không lưu dưới database nha. Các bạn muốn lưu thế nào là tùy các bạn nha. Ở đây thì mình chỉ hướng dẫn các bạn cách làm thôi. Thì các bạn thấy rằng là để lưu một cái sản phẩm ở dưới database của chúng ta ấy, thì các bạn thấy rằng là chúng ta nên lưu lại, thứ nhất là tên của cái sản phẩm đấy này, cái phần giới thiệu này, cái đường link đến ảnh này. Ngoài ra thì các bạn cần một cái, đấy chính rằng là cái payload của nó là gì đúng không? Bởi vì rằng là chúng ta không muốn hard code dữ liệu mà đúng không? Ngoài ra thì chúng ta còn có một cái title các bạn này, cái title nó là vẫn là xem chi tiết à? Thì mình sẽ tất cả title của chúng ta là xem chi tiết, thành ra là mình sẽ không lưu nó nha các bạn, mình chỉ lưu cái payload này. Payload chúng ta cần phải load động mà. Đấy, đây này. Payload khác nhau thì chúng ta nên load động nha, cái gì khác nhau thì các bạn load động thôi. Thì ở đây thì mình sẽ liệt kê ra một vài trường nha các bạn. Thứ nhất là chúng ta sẽ cần phải có title nha các bạn. Chúng ta cần phải có, đầu tiên là chúng ta mỗi một element sẽ cần có title này. Subtitle nha các bạn. Rồi, image URL này, đây URL này. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cần phải có, đối với một product thì chúng ta sẽ có title, subtitle, image, chúng ta sẽ cần có một cái là payload nha các bạn. Đấy. Ok chưa? Mình sẽ thiết kế một cái table đơn giản như thế này thôi nha các bạn nhé. Còn các bạn sẽ cần phải thiết kế chi tiết hơn, ví dụ rằng là một cái product này nó có bao nhiêu product con chẳng hạn, tức là quan hệ cha con ấy thì chúng ta mới lấy được tất cả nhé. Ở đây thì mình sẽ thiết kế gồm là một element, 2, 3, 4, rồi ok, mình sẽ copy những thằng này. Và mình sẽ sang bên này, mình sẽ paste ngay tại đây nha. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải có cái trường đầu tiên của chúng ta chính là title nha các bạn. Ở đây thì chúng ta không cần phải có trường ID đâu các bạn, ID nó tự động tăng luôn, nó chúng ta không cần quan tâm đến trường ID nha. Rồi, data của chúng ta là string đúng không? Chúng ta sẽ là subtitle, đấy, của mình sẽ là data là string luôn. Tiếp theo nữa là mình cũng là image mình sẽ là xích gạch URL nha các bạn. Rồi, ở đây thì data.string. Tiếp theo nữa, ở đây thì mình có sai mất lỗi chính tả rồi, image. Rồi, thôi mình sẽ là gạch ngang URL. Rồi, và cuối cùng thì mình sẽ là payload nha các bạn. Payload. Rồi, mình sẽ là data type.string nha. String. Rồi, các bạn thấy rằng là như vậy rằng là mình đã xong rồi nha. Đấy,
Mình đã xong một cái model có tên là product, cũng như rằng là mình đã có những cái đống sheet này, ok chưa? Rồi, mình đã tạo xong một cái model rồi. Tiếp theo nữa rằng là bây giờ mình sẽ cần phải đi, các bạn thấy rằng là để run migration, để tạo cái database, cái table product ấy, thì bây giờ thì mình sẽ chạy câu lệnh này các bạn này. Đây, đấy. Thì ở đây thì mình sẽ quay lại thằng Gitpath, mình paste vào enter. Thì nó sẽ, đấy các bạn thấy rằng đây, chạy thành công này. Bây giờ thì mình sẽ check DB nha các bạn, DB của chúng ta, mình sẽ nhấn vào đây này. Mình sẽ gọi là admin và nó sẽ mở ra thôi, nó cực kỳ nhanh luôn. Đấy, mình sẽ vào cái chatbot nha, mình sẽ xem này. Thì các bạn lưu ý rằng là cái gọi là cái table SQLite meta đây này, là cái gọi là nó quản lý, các bạn hình dung rằng là đối với khi các bạn dùng ORM ấy, thì các bạn sẽ có những trường hợp rằng là các bạn muốn backup database của chúng ta ấy, thì cái SQLite meta chính là nơi nó lưu lại lịch sử các bạn, những cái lần các bạn migrate ấy. Thì ở đây các bạn hình dung rằng là sau này các bạn muốn rollback, tức là quay trở lại, thì các bạn muốn, mình nhớ rằng là roll out hay có một cái từ gì tiến lên ấy, các bạn hình dung rằng là chẳng may các bạn xóa database nha, chúng ta có thể quay lại quá khứ này, các bạn lại đổi lại ý nghĩ, các bạn vẫn muốn gọi là xóa database thì chúng ta sẽ tiến lên. Thì đấy là lý do tại sao nó sinh ra một cái table như thế này. Thì đây thì ở đây thì mình quên mất tại sao mà nó vẫn ở đây thì mình chưa sửa cái file migration. Ở đây thì các bạn sẽ gọi là các bạn sẽ xóa hai cái này cho mình nhé. Đây này, các bạn mở ra, đây mình sẽ xóa này, đấy xóa. Rồi, tương tự thì cái table user thì mình sẽ nhấn vào cái, ở đây thì mình sẽ chuyển ngôn ngữ nha các bạn. Ở đây thì chả hiểu tại sao mà nó lại để ngôn ngữ là tiếng Việt này, mình nhìn khó chịu quá. Đây, mình sẽ cần chuyển qua tiếng Anh, chúng ta sẽ đâu nha. Đây English, right, ok. Mình dùng gọi là mình dùng quen mất tiếng Anh rồi, bây giờ bỏ dùng tiếng Việt mình nhìn cực kỳ đớ luôn. Ở đây thì mình sẽ cần phải ở đâu nha? Chúng ta có một cái là để drop cái table ra đây này. Mình nhớ rằng chúng ta sẽ drop, các bạn nhấn vào cái hình cà lê. Rồi, mình đã xóa hết rồi nha các bạn. Đây này, mình sẽ quay lại cái chúng ta chatbot của chúng ta đâu nha. Chẳng lẽ lúc nãy mình xóa ra tấm bê à? Mình nhấn nhầm à? Mình nhớ rằng là mình có tạo một cái nhấn home xem nào. Chẳng lẽ thôi, sorry các bạn nha. Mình sẽ tạo lại cái chatbot của chúng ta. Rồi mình sẽ create lại thì nó cực kỳ nhanh. Đấy rồi. Thì bây giờ thì lúc nãy thì sorry các bạn là chúng ta đang có một file chúng ta cần phải sửa. Đây chính là cái file migration đây các bạn này. Đây. Thì ở đây file migration nó định nghĩa chúng ta này, thứ nhất table của chúng ta. Ở đây thì do mình dùng gọi là Postgres đấy các bạn, thì table của các bạn không thêm chữ S nhé, nó gọi là nó phân biệt hoa và thường ấy. Thì ở dưới này các bạn sẽ thay cho mình bằng cái chữ product này, product đấy. Còn khi các bạn dùng MySQL thì nó phân biệt có chữ S hay không ấy, đấy là một cái quy tắc đặt tên thôi. Thì ở đây thì các bạn thấy rằng là mặc định nó đã đẻ cho trường ID của chúng ta này. Trường đầu tiên của chúng ta chính là title đúng không? Thì the land này. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ là subtitle. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ ánh sáng bên này này, chúng ta sẽ là image URL đúng không? Chúng ta sẽ có một cái là image URL này. Tiếp theo nữa của chúng ta thì mình sẽ xóa luôn hai cái trường này, mình không cần hai trường này. Đấy. Tiếp theo cuối cùng thì chúng ta có một cái trường đấy chính rằng là payload đúng không các bạn, mình sẽ copy cái này, copy và mình paste xuống như này. Có thể thấy rằng là làm việc khá chi là vất vả đấy, tuy nhiên rằng là cái thành quả các bạn đạt được ấy, thì sau này thì các bạn chỉ cần sửa trong các bạn mình nhấn Ctrl S cho nó lưu lại nha. Rồi thì sau này các bạn không cần phải sửa quá gì là nhiều đấy, mình sẽ migrate lại các bạn này. Đấy, nó chạy lại lần này, nó chạy lại mình chưa rename cái này, tuy nhiên rằng là mình quay lại đây mình nhấn lại chatbot nha các bạn. Các bạn thấy rằng bây giờ mình đã có một cái table có tên là product rồi nha. Mình nhấn vào, đây, mình đã có, đây, mình sẽ nhấn vào structure các bạn nhìn này. Chúng ta có title, subtitle, image và payload nha. Bây giờ thì mình sẽ tạo shader luôn, tức là mình không muốn gọi là mình sẽ tạo từ database luôn. Rồi, thì để làm được điều đấy thì mình sẽ quay lại đối với thằng SQLite. Thì đây này, undo đây các bạn này, undo migration này. Đấy, các bạn thấy rằng là chúng ta còn có undo nữa cơ. Bây giờ thì mình sẽ tạo một cái shader. Đây này, mình sẽ copy câu lệnh ở đây nha các bạn. Nó hướng dẫn các bạn hết rồi, chúng ta chỉ cần sửa thôi. Đấy. Rồi, mình sẽ paste vào. Nó sẽ gọi là render cho mình một cái shader, một cái data mẫu. Ở đây thì mình sẽ rename cái migration nhìn cho nó đẹp nha các bạn. Chúng ta sẽ là create product đi. Nhìn cho nó đẹp, product. Product.js. Đấy. Rồi, thì các bạn thấy rằng đây chính là thư mục shader các bạn này. Đây. Thì bây giờ các bạn thấy rằng đây này. Chúng ta sẽ cần phải... các bạn thấy rằng bản chất của nó ấy, ở đây thì nó dùng một cái đi chính rằng là cái hàm up đây này các bạn này, hàm up nó dùng khi nào, hàm down nó dùng khi nào, hàm up khi các bạn muốn gọi là các bạn muốn tiến lên thì nó sẽ chạy vào hàm up, hàm up khi các bạn muốn roll back ấy, tức là các bạn muốn khôi phục lại quá khứ thì nó sẽ chạy vào hàm down. Đây là lý do tại sao nó có hai cái hàm này nha. Rồi thì ở đây các bạn thấy rằng là hàm thứ nhất là bung insert tức là các bạn có thể chèn nhiều dữ liệu vào database một lúc, chúng ta có thể chuyển nhiều row một lúc.
Còn khi các bạn thấy cái hàm down dưới đây nó xóa này, nó gọi cái hàm delete thôi, băng băng tức là nhiều thôi các bạn. Thì ở đây thì mình sẽ mở comment nha. Ở đây thì mình sẽ cần phải example ở đây này. Ở đây thì mình sẽ cần phải mở comment cái đống sheet này. Mình sẽ example xóa cái đống sheet này đi, xóa cái đống ở đây. Mình sẽ nhấn Ctrl Z nha các bạn. Đây, mình sẽ bôi đen như thế này. Các bạn sẽ nhấn ở đây thì what the hell, chúng ta lại không, mình sẽ xóa bằng tay vậy. Chúng ta sẽ xóa mấy cái dấu sao này đi. Đấy, mình sẽ xóa cái đoạn trên này. Đấy. Rồi, thì ở đây thì chúng ta băng insert, thứ nhất là tên table của chúng ta, đấy chính là product nha các bạn. Chúng ta viết nó hoa chữ thưa đầu đúng không nhỉ? Mình sẽ xem là model của chúng ta có tên là product các bạn này. Thì ở đây chúng ta là product nha. Thứ nhất là các bạn thấy rằng bản chất của thằng băng create ấy là nó chèn vào các object này. Đấy, các bạn thấy rằng là chúng ta có một cái object như thế này đúng không? Các bạn thêm một dấu phẩy ở đây nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ cho mình một cái, đấy chính là chúng ta sẽ có một cái là title. Mình sẽ lấy bên cái con chatbot của chúng ta sang nha các bạn. Mình sẽ mở cái file, chúng ta sẽ mở cái chatbot service các bạn này. Mình sẽ lấy bên này nha. Các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ cần phải có những cái này. Thứ nhất rằng là mình sẽ copy cái này, mình sẽ sang bên này nha các bạn. Đây, mình sẽ sang bên này. Đấy, món chấm miệng này. Cái image view, cái từ này tính là món ăn sáng ấy. Mình sẽ sang bên này. Mình sẽ cần phải lấy cái đường link này nha các bạn. Đây này, mình sẽ copy những cái đường link này nha các bạn. Ba cái đường link này mình sẽ copy nha, mình sẽ sang bên này, mình sẽ định nghĩa ngay ở phía trên này. Mình sẽ định nghĩa những cái con sư tử ở đây. Đấy. Thì mình đã có rồi nha. Thứ nhất đây là cái object đầu tiên này. Tương tự thì mình sẽ sang bên này, mình sẽ cần phải kéo xuống này. Chúng ta có, mình sẽ xem cái món này chúng ta gọi ở đâu này, cả chuẩn F chúng ta gọi ở đâu. Đây. Thì tương tự thì mình sẽ cần phải payload của mình chính là cái này nhá. Mình quên mất, mình sẽ cần phải thêm một cái thuộc tính nữa chính là payload. Payload này, payload của mình. Ở đây thì công việc này thì đúng ra thì các bạn sẽ thêm vào database, các bạn có công cụ bạn thêm vào, còn ở đây là mình đã thêm tay, tức rằng là mình không muốn gọi là mình muốn chạy code để nó gen vào database, còn các bạn có thể thêm bằng tay nhé. Rồi, ở đây thì tương tự thì mình sẽ cần phải x3 thằng này, x2 lần đấy nữa. Đấy, mình sẽ cần phải thay thằng này. Đầu tiên chính là view fish các bạn này, chúng ta sẽ có một cái đây chính là payload của chúng ta. Image view fish, chúng ta sẽ thay thằng này. Cuối cùng là chúng ta sẽ là view meat các bạn này. Rồi, thì sang bên này chúng ta gọi là cá của chúng ta, thì chúng ta sẽ thay hai cái đoạn này này. Đấy, rồi mình sẽ paste vào đây cá của chúng ta này, các đoạn đầu của chúng ta đây chính là view fish các bạn. Cái payload của chúng ta chính là view fish nha. Mình nhấn Ctrl F thì nó tự động format lại code thôi. Rồi, ở bên này của chúng ta, đây này, view fish nha, đây, thịt này. Đấy, rồi, mình sẽ cần phải sang bên này, chúng ta có thịt này. Payload của chúng ta là gì nhá? Payload của chúng ta là view meat nha các bạn. Đây, mình sẽ paste vào đây. Rồi, về cơ bản rằng là mình đã tạo xong cái của chúng ta rồi nha. Đấy, rồi, thì làm sao để chạy được cái migration này? Thì các bạn sẽ quay lại đây, để chạy được cái migration của chúng ta. Đây, các bạn sẽ chạy câu lệnh này cho mình nhá. Đây, cái seeder, tức là chúng ta sẽ chặn fake data này. Mình sẽ quay lại đây, mình sẽ paste vào enter nha. Đấy, rồi thì nó chạy xong rồi nha các bạn. Mình sẽ cần phải mở database lại này, mình sẽ nhấn vào cái browse các bạn này. Đấy, các bạn thấy rằng là mình đã xây thêm được vào database rồi nha. Các bạn thấy rằng là cái đường link của mình này, ảnh của mình đã thêm vào này, payload các thứ con là điệu thêm vào rồi nha. Thì công việc tiếp theo của chúng ta thì chính rằng là bây giờ làm sao để chúng ta có thể moi ngược cái đống data này lên nha. Thì để làm được điều đấy, trước tiên rằng là các bạn sẽ quay lại cái chatbot service cho mình. Đây. Thì đầu tiên rằng các bạn sẽ phóng nhỏ cái respond này cho mình nhé. Các bạn phóng nhỏ thằng respond như thế này. Đấy, các bạn phóng nhỏ, các bạn bôi đen từ dưới bôi lên và các bạn sẽ nhấn các bạn sẽ comment lại cho mình nhé. Đấy, các bạn thấy rằng là mình đã comment được cái đống sheet này của chúng ta rồi nhé. Thì ở đây thì các bạn sẽ cho mình một cái, thì chính rằng là chúng ta muốn vào đây, chúng ta muốn chạy cái file này. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ cho mình một cái, chúng ta sẽ import nha các bạn. Các bạn sẽ import DB, các bạn sẽ mình sẽ đặt tên là từ DB nha, mình sẽ tìm đến từ mục model và mình sẽ gọi đến cái file index. Thì cái DB này chính là cái các bạn quay vào đây này, các bạn nhấn vào đây, các bạn thấy rằng là cái biến DB này trong cái file index này các bạn này, bản chất của nó rằng là chúng ta đang export ra một cái connection đến thằng database. Thì ở đây thì nó viết tắt là từ DB thôi. Rồi, thì khi mà các bạn đã export ra được một cái connection đến database của chúng ta rồi ấy, thì cái hàm gọi là hàm get này của chúng ta này, hàm get template many template launch, thì mình sẽ thêm keyword async ở đầu hàm để cho nó hiểu đây là một cái, chúng ta sẽ đây là một cái một hàm bất đồng bộ nhé. Thì ở đây thì mình sẽ get từ database, mình sẽ đặt một cái biến là let data nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ await nhé, chúng ta sẽ await cái thằng gọi là db
Ở đây thì các bạn sẽ bắt đầu dùng cái gọi là thằng SQLite này, DB mà chấm product, tức là chúng ta đang tham chiếu đến cái model product này các bạn này. Thì bạn nào mà không hiểu cái thằng SQLite này thì các bạn có thể xem cái khóa này của mình này, đây này. Xem cái khóa gọi là Node.js của mình nhé. Đây này. Thì bên trong cái khóa học này thì mình hướng dẫn các bạn làm một cái CRUD đây này. Mình có những cái video 21, 22, 34 mình hướng dẫn các bạn từ A đến Z để các bạn dùng SQLite luôn. Rồi. Ở đây thì mình sẽ tìm tất cả nhé, mình sẽ file all. Đấy, file all. Đấy. Rồi. Ở đây thì mình chỉ đơn giản là console.log này, mình sẽ console.log này. Check data nha các bạn, check data. Và mình sẽ in ra cái biến data của chúng ta xem là chúng ta có cái gì nhé. Rồi. Thì ở đây thì data của chúng ta đang là một cái ở đây thì mình sẽ thêm một cái điều kiện nữa nha các bạn. Thêm một cái điều kiện là raw bằng false. Mình sẽ thêm một cái điều kiện như thế này để nó convert sang kiểu object JavaScript nha. Đấy, rồi. Thì ở đây thì để check được cái hàm này của chúng ta thì mình sẽ cần phải mình có export cái này ra không nào? Mình sẽ export cái hàm này của chúng ta ra nha các bạn. Mình sẽ export cái hàm get menu template của chúng ta ra nha. Rồi. Thì bên trong cái file server này các bạn này, mình sẽ đi import nó nha các bạn. Mình sẽ import cái hàm của chúng ta. Import mình sẽ gọi đến chatbot service này. Mình sẽ import cái file này của chúng ta from này, mình sẽ đi tìm nó nào. Đến từ mục service này. Mình sẽ gọi đến file chatbot.service đấy. Rồi. Ở đây thì để check được nó thì ngay ở trước khi mà app của chúng ta chạy thì mình sẽ gọi là chatbot service, mình sẽ gọi đến hàm đấy của chúng ta nhé. Mình sẽ gọi đến cái hàm của chúng ta, đây chính là cái hàm get launch menu template nha các bạn. Đây. Thì bản chất là nếu mà cái hàm này của chúng ta nó chạy thành công ấy, mình nhấn Ctrl S rồi nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ xem là project của chúng ta nó chạy lại không này. Unhandle promise creation cái gì đây? Chúng ta đang bị lỗi này. Table các bạn thấy rằng là nó đang tìm một cái table thêm s này, mặc định vào thằng SQLite thì nó sẽ thêm một dấu s vào đối với database MySQL. Thì để fix vấn đề này thì các bạn sẽ mở cái model của chúng ta product ra lên đấy. Đây này, thì ở đây thì mình có nhớ một cái option đấy chính là freeze. Các bạn sẽ gõ cho mình SQLite freeze, đây freeze table name. Rồi. Thì các bạn sẽ ngay tại cái này của chúng ta sẽ cần và có một cái option đây, define free đấy. Đây là version cũ rồi, singular timestamp. Chúng ta sao tại sao mà nó những cái version này chính là những cái version cũ thôi, mình không muốn dùng cái này. Chúng ta có một cái option đây, thì chúng ta có một cái var option như thế này. Option chúng ta sẽ chuyển vào đây nha các bạn. Các bạn sẽ copy cái này cho mình nhé. Thì ngay ở dưới new SQLite, tức là rằng trong cái thư mục index ấy, thì ngay cái thằng SQLite config của chúng ta profit. Rồi. Các bạn sẽ chọn trong, các bạn sẽ phẩy tiếp vào đây cho mình nhé. Các bạn sẽ phẩy tiếp, các bạn sẽ paste vào đây. Đấy. Define chúng ta sẽ định nghĩa một cái chúng ta sẽ định nghĩa một cái object define. Ủa, thôi mình sẽ không sửa cái này nhé. Chúng ta sẽ sửa bên đây, bên Ctrl Z ngay trong cái thư mục, bởi vì là chúng ta chỉ có một cái table thôi mà. Thì mình sẽ xem nào. Return product ở chỗ này các bạn này. Model name các bạn sẽ cho mình một cái free đây, ngay chỗ này thôi, nó đơn giản, mình nhớ là mình đã từng làm cái này rồi. Đấy, các bạn paste như thế này nhé. Các bạn nhấn Ctrl S cho nó lưu lại code nhé. Rồi, thì xem nào. Ở đây các bạn thấy rằng là ở đây đấy, các bạn thấy rằng là bây giờ chúng ta đã chạy rồi, app is running này. A promise relation that not handle will submit or execute. Chúng ta đã select as product này. Chúng ta đã ở đây mình đã nhấn Ctrl C nha. Y này. npm start để mình chạy lại xem là nó có vấn đề gì xảy ra nha. Đây. Thì các bạn thấy rằng ở đây chúng ta vẫn bị cái unknown column. What the hell? Chúng ta lại bị hai cái này à? Do mình đã xóa mất hai column là created at mặc định nó đang tìm cái này. Trong cái model chúng ta đâu có nhỉ. Mình sẽ cần phải cấu hình tiếp à. Bực thật. Thằng SQLite chúng ta lại bị unknown column SQLite. Đây mình sẽ cần phải copy cái này. Mình sẽ paste Google tiếp thôi, mình hơi bực rồi đấy. Chúng ta không muốn đây. Create at
chúng ta sẽ có option để chúng ta bỏ đây. Các bạn thêm cho mình một cái option đó là timestamp of false nhé. Bên này, này các bạn sẽ phẩy tiếp vào đây. Các bạn sẽ phẩy tiếp đây. Đấy. Bởi vì sao mình không muốn lấy thằng sang timestamp? Bởi vì rằng là khi các bạn export dữ liệu từ MySQL đây, các bạn thấy rằng là lần này mình đã lấy được thành công rồi nhé. Đây này, các bạn thấy rằng lần này đã hiện ra check data, chúng ta đã lấy được cái quả nợ của chúng ta này. Đấy. Ở đây thì bên cái file JavaScript ấy, ở đây thì cái mình sẽ mở lại cái hàm get large menu nha. Các bạn sẽ raw bằng true cho mình nhé. Đấy, mình sẽ để là true nha. Mình nhấn Ctrl S xem lần này có gì khác biệt không nha. Chúng ta ở đây tại sao mà raw bằng true, chúng ta lại bị promise not defined. Đây, các bạn thấy rằng lần này mình để raw bằng true ấy. Đây này, thì cái data của chúng ta nó sẽ chạy như thế này các bạn này. Đấy, nó sẽ ra những cái data như thế này thì nhìn khá chi là đẹp các bạn này. Thì đây gọi là cái điểm khác biệt giữa khi các bạn dùng raw bằng true hay false thôi. Một cái các bạn để ý trên này này, nó có những cái như thế này, đây chính là một cái object của thằng SQLite. Còn việc các bạn dùng raw bằng true ấy, nó sẽ trả ra object thuần của thằng JavaScript thì nhìn nó đẹp như thế này. Thì ở đây thì việc chúng ta bị cái chatbot service dòng 405 response not defined. À cái này thì chúng ta chưa cần quan tâm. Response chúng ta có một cái dòng 405 chính là ở dưới này các bạn này, đây này. Chúng ta không hề định nghĩa cái biến response thì nó bị lỗi nha. Thì như vậy rằng là mình đã lấy được data rồi nha các bạn. Thì ở đây thì các bạn để ý cho mình rằng là cái biến data của chúng ta ấy, như ở đây mình đã in ra đây các bạn này. Biến data của chúng ta là một cái mảng nhé. Rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ dùng một cái điều kiện nha các bạn. Mình sẽ dùng một cái điều kiện nha. Các bạn sẽ cho mình một cái điều kiện là if data và data.lang lớn hơn không nha. Chúng ta dùng mảng mà đấm lang th lớn hơn không này. Đấy. Rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi mình sẽ cần phải đi tạo cái đống element của chúng ta đúng không các bạn? Các bạn thấy rằng là bản chất rằng là chúng ta sẽ tạo một cái biến response và chúng ta sẽ cần phải cái đống element này của chúng ta này. Đấy, các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ cần phải render động đúng không? Thì làm sao để có thể render động được cái đống string này? Thì để làm điều đấy thì mình sẽ cần phải, các bạn thấy rằng bản chất của nó cũng chỉ là nối chuỗi thôi mà, nó là text mà, chúng ta sẽ cần phải nối chuỗi đúng không? Ở đây thì chúng ta sẽ tạo một cái biến object để mình nghĩ xem nào. Object. À, easy thôi các bạn. Các bạn thấy rằng là bản chất của cái thằng element này chính là một cái, chúng ta thấy rằng là nó chính là một cái phần tử. Thì đầu tiên thì mình sẽ gọi là bỏ cái phần uncomment của thằng element nha. Mình sẽ bỏ uncomment nó ra. Đấy. Rồi, các bạn thấy rằng là bản chất của nó rằng là cái thằng element này của chúng ta này. Element này của chúng ta là một cái array đúng không? Thì bây giờ thì mình sẽ định nghĩa một cái là let element nha. Let element. Đấy. Chính bằng một cái array rỗng này. Đấy. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ loop nha các bạn. Mình sẽ là data.map này. Mình sẽ map từng thằng item thôi. Đấy. Rồi. Mình sẽ loop từng thằng phần tử một. Thì mỗi một lần loop ấy thì mình sẽ push một cái biến object vào. Push một biến object vào nha. Một biến object chính là cái cục của nợ này của chúng ta các bạn này. Thì đối với một object thì nó sẽ có những phần tử như thế này. Các bạn sẽ copy cái đống sheet này nha. Chúng ta sẽ put một cái object có những phần tử như thế này. Đấy. Thì cái title của chúng ta là cái gì? Chính là item.title thôi. Nó cực kỳ dễ luôn. Title. Title. Đấy. Tương tự thì subtitle của chúng ta mình sẽ là item.subtitle. Tương tự cái thằng image URL là item. Item.image URL. Còn chúng ta có một cái đấy chính rằng là cái payload của chúng ta là item.payload nha các bạn. Đấy. Item.payload này. Payload. Rồi, mình sẽ xóa cái dấu bên cạnh. Đấy. Như vậy rằng là các bạn đã có một cái biến element rồi đúng không? Thì ở dưới này các bạn này, ở đây thì các bạn sẽ cho mình một cái, các bạn sẽ xóa cái thằng element này đi. Các bạn thấy rằng là bản chất của nó là như thế này. Đấy. Thì ở đây thì các bạn sẽ dùng cái gọi là, chúng ta có một cái hàm đấy chính là object.js này. Object assign. Đây. Thì việc các bạn dùng cái thằng object.assign thì nó sẽ ghi đè giá trị của thằng object ra. Đây, các bạn sẽ dùng và các bạn sẽ thấy rồi. Các bạn thấy rằng là chúng ta có một cái đây này. Nó sẽ ghi đè, các bạn thấy rằng nó, các bạn thấy rằng là cái thằng A là 1 đúng không? Cái nó assign target này, target tức là cái đích các bạn muốn ấy, và một cái là cái đích của bạn, cái nguồn của bạn ấy. Cái target của chúng ta chính là, ở đây các bạn thấy rằng là return target. À, target chính là thằng này này. Còn cái nguồn của chúng ta chính là cái B4.
thì thằng 4 nó sẽ ghi đè thằng 2. Các bạn thấy rằng là đích của chúng ta thằng 4 còn thằng 4 thôi. Thằng C nó không có thì nó sẽ ghi đè như thế này. Thì mục đích giống như là các bạn merge hai cái mảng lại với nhau. Thì có một cách dễ hơn cho các bạn, một cách mà mình thấy mình thích hơn này. Các bạn sẽ như thế này, các bạn sẽ lấy từ thằng respawn này chính bằng như các bạn sẽ là respawn nhá, các bạn sẽ chấm nhá. Chúng ta sẽ xuất phát ở ngoài, các bạn sẽ chấm attachment này, các bạn sẽ chấm attachment này. Đấy, tiếp theo nữa là các bạn sẽ chấm đến payload này. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ chấm đến element. Element chính bằng cái thằng element của chúng ta, bằng cái thằng element phía trên, các bạn định nghĩa element ở trên này, này. Đây cái element ở trên này các bạn này, đây này, chính là nếu mà vậy thì các bạn sẽ cắt cái element này ra ngoài thì nó mới hiểu này. Đấy, được chưa? Các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ cần phải xử lý như thế này. Thì ở đây thì các bạn sẽ cần phải cái element bên trong này của chúng ta sẽ xóa nó đi để cho nó là một cái array rỗng thôi. 1, 2, 3 này, 4 này, 3, chúng ta sẽ cần, đây, chúng ta có 1, 2, A. Ở đây thì chúng ta sẽ cần phải push cái thằng này nữa các bạn này. Sorry các bạn, mình sẽ cần phải push cái thằng của nợ này của chúng ta nữa này. Đây, cái thằng một cái object cuối cùng, một cái object này này. Ở đây thì các bạn sẽ cho mình một cái là element. Sau khi mà các bạn đã có cái cục data này rồi, các bạn sẽ element.push cái thằng của nợ này nữa này. Chúng ta sẽ có element chính bằng element. Các bạn sẽ là element ở ngoài cũng được. Element.push đi, chúng ta sẽ đẩy thằng cuối cùng, đẩy cái thằng chung như các bạn. Đây, mình sẽ đẩy thằng này vào. Đấy. Mình thừa mất dấu đóng bằng ngoặc ở đây. Rồi. Các bạn thấy rằng là mình đã đẩy thằng cuối cùng vào rồi nha. Đấy. Rồi. Ở đây thì mình, các bạn thấy rằng là cái respawn của chúng ta, thay vì mà chúng ta hard code dữ liệu thì bây giờ chúng ta đã gọi là, các bạn thấy rằng là mình đã gán một giá trị như thế này. Có nhiều cách tối ưu hóa hơn, tuy nhiên là mình không có đủ thời gian, cũng như là mình thấy thời lượng video khá chỉ là dài rồi thì mình không muốn làm quá chỉ kỹ. Các bạn thấy rằng ở đây mình đơn giản là mình chỉ gọi là mình đã gán đè lại giá trị của cái biến gọi là cái element của chúng ta theo cái element mà chúng ta load từ database nhá. Ở đây thì để gọi là check được xem là chúng ta có làm đúng hay sai thì mình sẽ là check respawn này các bạn, check respawn này. Đấy, respawn xem. Rồi, ở đây thì mình sẽ in ra cái biến respawn của chúng ta nha các bạn, respawn. Rồi. Ở đây các bạn thấy rằng là mình đã định nghĩa biến gọi là chúng ta chưa hề có nha. Đây, mình đã định nghĩa biến respawn này và mình sẽ return cho thằng respawn cái hàm này sẽ trả ra thôi. Rồi. Thì ở đây thì ngay cái hàm gọi là cái hàm ghi chúng ta get data thì mình đã xóa cái lốc này nha các bạn. Và bây giờ các bạn sẽ nhìn nhá. Khi mình chạy lại cái database của chúng ta này thì respawn của chúng ta bây giờ các bạn thấy rằng là chúng ta đã có cái element của chúng ta là một cái array. Bây giờ thì mình muốn in ra cái element của chúng ta thì chúng ta sẽ cần phải in như thế nào? Chúng ta sẽ là các bạn sẽ copy lại cái đoạn này của chúng ta này, các bạn sẽ copy cái đoạn này nhé. Chúng ta sẽ in ra cái element để mình check xem là mình đã lấy được data đúng chưa. Rồi. Thì bây giờ thì mình đang cho chạy lại project rồi. Đấy, các bạn thấy rằng là mình đã in ra được cái project của chúng ta rồi nhé. Mấy cái món trắng miệng các thứ này. Bây giờ mình thử thay đổi database xem là chúng ta có thay đổi cái này không nhé. Mình sẽ thay đổi cái món trắng miệng, mình thêm một vài ký tự nhé. Mình sẽ vào database của mình nhé. Mình sẽ vào database của mình. Ở đây thì mình sẽ title của mình sẽ thêm một cái là mình thêm vài chữ A đầu tiên đi. Ở đây. Đấy, các bạn thấy rằng mình click ra ngoài. Các bạn thấy rằng bây giờ mình đã thêm 3 chữ A rồi nhé. Thì quay lại project của chúng ta, mình sẽ nhấn Ctrl C cho nó, không thì mình kill luôn cái project này. Đấy, rồi. Mình mở một cái tab mới và mình sẽ nhấn npm start đi. Để cho nó chạy lại, các bạn xem là chúng ta có lấy được chữ A không nha. Các bạn thấy rằng là, đây, các bạn thấy rằng bây giờ mình đã lấy được chữ A rồi nha. Chứng tỏ rằng là dữ liệu bây giờ chúng ta đã lấy từ dưới database được rồi. Bản chất của việc mà các bạn muốn con chatbot của bạn kết hợp được dữ liệu dưới database là bản chất rằng là chúng ta sẽ build một cái cục response. Thì các bạn thấy rằng là hôm trước ấy, mình đã build cho các bạn cục respawn rồi, tuy nhiên là chúng ta đang hard code. Còn bây giờ các bạn muốn con chatbot lấy data từ dưới database lên thì các bạn cần phải build lại cục đấy thôi. Các bạn thấy rằng đây là một cách đơn giản nhất mà mình gọi là mình không có thời gian để mình tối ưu hóa code thì đây là cách làm của mình thôi. Còn mình biết là ngoài kia có rất nhiều cách thì các bạn chịu có Google nha. Thì ở đây thì mình đã lấy ra được cái cục respawn này rồi. Đấy. Thì bây giờ công việc tiếp theo của chúng ta ấy, thì bây giờ mình sẽ cần phải migrate nha các bạn. Tức rằng là khi mình đẩy lên gọi là lên Heroku ấy thì chúng ta sẽ cần phải dùng một cái package có tên gọi là Postgres. Thì để cho nhanh thì mình sẽ mở lại cái khóa full stack của mình nha các bạn. Bởi vì mình không có thời gian để mình làm cái này. Thì tại vì mình thấy quá chỉ là dài video này, mình dự định mình chỉ quay khoảng 45 phút thôi. Mình không ngờ rằng là nó lên như vậy. Thì đây thì mình sẽ mở lại cái khóa full stack của mình. Working Vietnamese của mình có một cái thư mục, đây chính là thư mục deploy.
fixing full stack này, đây deploy. Thì ở đây thì mình có một cái là mình còn hướng dẫn các bạn gọi là setup DB các kiểu, nó còn guide deploy backend. Mình sẽ chọn cái này. Ở bên trong đấy thì mình cần xem cái này để mình xem cái file package.json đấy. Thứ nhất là đây này. Hôm trước mình có cài các bạn cái này, chúng ta có một cái là chúng ta có user ID, không phải cái này rồi. Thì mình sẽ open lại folder xem nào. Chúng ta sẽ là guide deploy db setup db xem nào. Chúng ta coi có cái gì không này. Ở đây thì mình sẽ cần phải có một cái, đây chính là mình cần cái package.json. Đây. Thì đối với thằng Postgres mình sẽ cần phải cài thêm hai package, một cái thì chính là Postgres Hash Store đây các bạn, với một cái là PG như thế này. Mình sẽ copy hai thằng này nhá. Và mình sẽ sang bên này. Thì bạn nào mà dùng với thằng MySQL Server ấy, thì các bạn bắt buộc phải đọc tài liệu của cái thằng package các bạn sử dụng ấy. Ở đây thì mình cần phải migrate sang một cái package mới có tên là Postgres nha. Thì các bạn phải chấp nhận cái ưu nhược điểm thôi. Các bạn yên tâm rằng là chúng ta không phải sửa code các đoạn response ta làm đâu. Bây giờ chúng ta chỉ cần sửa cái file ấy, chúng ta kết nối thôi. Đấy, các bạn thấy rằng là mình đã có cái file này rồi nhá. Đấy, mình xóa cái này. Rồi. Thì đầu tiên rằng là mình sẽ cần phải chạy các bạn thấy rằng là mình đã có thêm hai cái package này để cho nó phục vụ kết nối với thằng database Postgres của mình này. Sau đấy thì có một cái nữa rằng là trước khi làm tiếp ấy thì mình sẽ cần phải sửa một chút các bạn này. Các bạn thấy rằng là trong cái file config.json ấy, chúng ta đang cần phải sử dụng cái file này để chúng ta kết nối đến database đúng không? Thì thay vì chúng ta làm cái file này thì mình sẽ cần phải sửa cái file index này các bạn này. Mình muốn rằng là mình sẽ lấy cái thông tin kết nối đến database trong cái file env ấy, trong cái file môi trường của mình ấy. Tức rằng là lên Heroku ấy thì mình sẽ không phải hard code cái data, thì mình sẽ cần phải sửa nhé. Thì ở đây thì mình sẽ mở lại cái file, các bạn thấy rằng là mình không hề có cái file config.json, tuy nhiên là trong cái thư mục index của mình đây các bạn này. Đây này, các bạn thấy rằng là mình đã có một cái như thế này. Thì mình sẽ lấy trong cái file mình sẽ tạo như thế này nhá. Đây này, đối với thằng Postgres thì mình sẽ copy cái đống sheet này. Mình sẽ copy cái đống sheet này. Đây. Custom mình sẽ copy cái đống này. Đây. Trong cái khóa full stack mình đã làm rồi, còn trong cái khóa này thì bởi vì rằng như mình đã bảo rồi, mình không có nhiều thời gian để mình làm cái này. Các bạn thấy rằng là bản chất của nó đây này, bản chất của nó là cái đoạn này các bạn này, mình sẽ paste hai đoạn và mình sẽ giải thích cho các bạn xem nhé. Các bạn thấy cho mình rằng thứ nhất là mình sẽ không cần row bằng true này, đây query row bằng true để mình lấy cái đống sheet này, edit our logging đây, rồi thì ở đây thì cái customize các bạn thấy rằng đây này, các bạn thấy rằng là mình sẽ lấy database name trong cái file env này, username, password, cũng như rằng là mình customize một cái config ở đây đấy. Thì ở đây thì mình đã dùng database là Postgres rồi nha. Còn khi các bạn dùng MySQL ấy, thì các bạn sẽ cần phải thay cái này bằng các bạn dùng cái của thằng Microsoft ấy, SQL Server ấy, thì các bạn sẽ cần phải thay cái dialect này. Đồng thời thì tại sao mình có cái đoạn này? Cái đoạn này chỉ là config của cái database của Postgres nha. Còn khi mình dùng SQL thì không cần phải dùng. Còn khi các bạn mà connect đến MySQL Server ấy, nó bị lỗi gì thì bắt buộc các bạn phải tự Google search nha. Rồi. Ở đây thì thay vì cái đoạn ở trên ấy, các bạn thấy rằng là mình đã gọi là hard code từ trong cái file config thì mình sẽ xóa đoạn này đi. Đấy. Thì khi mà mình xóa đoạn này đi ấy, thì mình sẽ không cần phải lấy cái config này nữa. Đấy. Rồi, đồng thời thì mình cũng xóa luôn cái file config ở trên này luôn, config.json. Đấy, coi như mình vứt luôn nha các bạn. Các bạn thấy rằng là mình đã xong rồi nha. Rồi. Thì ở đây thì mình đã có những cái file này rồi, chúng ta sẽ cần phải đây chính là cái file connect đến DB của mình này. Đấy, mình đã kết nối đến database của mình. Ok, bây giờ là chúng ta đã xong được cái file kết nối đến database rồi. Bây giờ thì công việc tiếp theo rằng là chúng ta sẽ đi tạo database trên thằng Heroku nha. Để tạo được database trên thằng Heroku ấy thì các bạn sẽ cần phải quay lại Heroku nha. Các bạn sẽ vào Heroku cho mình nha. Chúng ta sẽ vào Heroku này. Mình sẽ cần phải vào Heroku. Chúng ta sẽ vào Heroku nha. Rồi, thì ở đây các bạn lưu ý cho mình một cái rằng là khi các bạn làm một con chatbot thì chúng ta đang chạy một ứng dụng đúng không? Thì ở đây thì cái ứng dụng của chúng ta đấy chính là mình sẽ mở lại cái Eric Restaurant chatbot tiếng Việt nha. Rồi, thì đây thì các bạn sẽ cần phải tìm cho mình một cái add-on, chúng ta sẽ cần phải cài đặt nó này. Các bạn sẽ click vào cái tab resource này, bên này. Các bạn sẽ gõ cho mình một cái là Postgres nha. Các bạn sẽ chọn cho mình là Postgres nha. Các bạn dùng những cái thằng khác mà SQL thì nó phải trả tiền đấy. Đấy là lý do tại sao mình không làm, chứ không phải là mình không biết. Còn ở đây thì các bạn sẽ dùng Heroku Postgres này, nó là hàng miễn phí này. Đấy. Thì khi bạn chọn xong thì các bạn sẽ chọn cho mình cái kế hoạch của chúng ta là free nha, hobby ấy, tức là sở thích của chúng ta thôi. Các bạn sẽ nhấn submit order form này, nó cực kỳ nhanh thôi. Đấy. Thì khi mà các bạn tạo xong ấy thì các bạn thấy rằng là chúng ta đã có một cái Heroku ngay tại đây, và các bạn nhấn vào đây này. Các bạn nhấn vào đây thì nó sẽ mở ra một tab mới, thì đây chính là thông tin database của chúng ta này.
Thì các bạn sẽ để ý cho mình này. Thì bây giờ thì mình sẽ dùng một cái phần mềm trong cái khóa full stack mình có hướng dẫn các bạn để chúng ta có thể test được cái database này nhá. Thì để dùng được cái phần mềm này thì mình sẽ đây, mình sẽ dùng cái thằng dbeaver để mình có thể gọi là test được cái connection của chúng ta. Thì mình nghĩ rằng là thôi mình cũng không cần dùng thằng dbeaver nữa. Ở đây các bạn thấy rằng là mình đã tạo xong này. Các bạn sẽ nhấn vào cái tab setting ấy, các bạn sẽ thấy được thông tin database của chúng ta này. Đây, view credential ở đây. Đây. Đây chính là database của chúng ta này, host này, database name này, user port này, password này, URI để kết nối nhanh. Đấy. Ok chưa? Mọi thứ của chúng ta là xong hết rồi nha. Thì mình vẫn test nhanh cái connection xem là chúng ta đã có thể kết nối được chưa, cũng như rằng là mình sẽ tạo cái database nha. Sau này mình khuyên các bạn rằng là các bạn không nên thao tác trực tiếp với database trên server, chúng ta nên dùng một phần mềm để kết nối đến nha. Ở đây thì khi mình đi làm thì mình dùng cái phần mềm này có tên là dbeaver nha. Bạn nào thích thì các bạn có thể search cái phần mềm này. Bây giờ thì mình sẽ tạo một cái database và mình sẽ kết nối đến nha. Database của mình có tên là Postgres. Thì tại sao mình lại dùng cái thằng dbeaver? Lý do mình dùng thằng dbeaver ấy thì các bạn hình dung rằng là mình có thể sử dụng SQLite này, Postgres này, các bạn thấy dùng MySQL, Oracle này. Mình nghĩ là có thằng Microsoft đấy các bạn. Mình sẽ search xem nào. Connect ok thì mình sẽ là cái gì nhỉ? SQL. Các bạn thấy rằng là Microsoft này, cái thằng Azure, cái thằng SQL Server các bạn có thể dùng ở đây. Tức rằng là thay vì các bạn phải cài rất nhiều cái phần mềm trên máy tính thì chúng ta cài một cái và chúng ta dùng được nhiều database. Thì đấy là lý do tại sao mình dùng thằng Postgres, mình dùng thằng dbeaver. Ở đây thì mình sẽ dùng Postgres nha các bạn. Đây, thì khi mà các bạn chọn một cái database, chúng ta sẽ chọn host nha. Chúng ta sẽ copy y nguyên những cái đường link này, mình sẽ test nha. Một cái host của chúng ta. Host này, mặc định cái port của nó là 5432 là của thằng đấy rồi. Mình sẽ chọn cái database này. Mình sẽ chọn database này, Rồi, username chúng ta sẽ copy thôi. Mình sẽ copy. Đây gọi là những cái mà chúng ta dùng free thì các bạn phải chấp nhận nha. Rồi, chúng ta sẽ port 5432 này, password dài ngoài cái mạng luôn, password. Rồi, mình sẽ test connection này. Các bạn nhấn vào test thì chúng ta sẽ biết được rằng là database của chúng ta nó có chạy không. Các bạn chờ một xíu thôi. Cái thằng mình thấy dùng khá nhiều, ok. Connection các bạn thấy rằng ok này. Ok, nhấn finish này. Đấy, mình đã có một cái này rồi. Thì mình sẽ mở một cái open, mình sẽ đây, mình sẽ mở cái thằng này. Đấy. Các bạn thấy rằng là bây giờ chúng ta đã có một cái database, tuy nhiên rằng là cái database của chúng ta nó trống trơn. Ở đây thì mình sẽ cần phải connection view đây này, nó đang load cái connection đến cái database của chúng ta. Thì đây chính là database của chúng ta này. Chúng ta chưa hề có một cái table nào cả, các bạn thấy là trống trơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải đi tạo table nhé. Thì làm sao để có thể tạo được cái table ở đây? Thì để làm điều đấy, có một cách đơn giản nha các bạn. Các bạn sẽ làm giống hệt như lúc nãy, chúng ta sẽ quay lại đây. Các bạn thấy rằng là ở đây này, các bạn đang có những cái file này. Các bạn thấy rằng là chúng ta có trong file môi trường đúng không? Thì để test local ấy, để test local thì các bạn sẽ sửa cái file .env cho mình nhé. Đây, mình sẽ sửa cái file .env. Các bạn thấy rằng là, không phải là cái file này. Sorry các bạn nhé, mình sẽ mở lại cái project của chúng ta, file .env. Đấy, thì ở đây thì mình sẽ cần phải đi, mình sẽ thêm những cái tham số môi trường nha các bạn. Ở đây thì chúng ta có những tham số nào? Thì các bạn sang bên này. Thứ nhất là chúng ta sẽ có dbhost này các bạn này. Các bạn space vào đây này. Đấy, bằng này. Thì khi mà các bạn dùng cái dbhost thì các bạn đảm bảo cho mình một điều rằng là trong cái file này chúng ta chưa hề có require. Các bạn sẽ require cho mình một cái thư viện nha. Chúng ta sẽ require .env. .env các bạn sẽ chấm .config nha. Chấm .config để lúc để chúng ta gọi là có thể đọc được cái gọi là process.env. Đấy. Rồi, thì ở đây thì các bạn thấy rằng là chúng ta đã có một cái DB host này. Tiếp theo nữa là chúng ta có DB name này. Các bạn sẽ thêm những tham số này vào trong đây cho mình. Mình sẽ tắt bớt đi nhé. Chúng ta sẽ DB host, DB name này. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ cần phải có, đây chính là DB username. Chúng ta sẽ cần phải DB username. Và cuối cùng chúng ta sẽ là DB password nha các bạn. Đây, rồi. Thì ở đây thì mình sẽ hard code nha các bạn để mình test local xem là chúng ta đã kết nối được đến database cũng như là ghi được dữ liệu chưa. Host này mình sẽ copy lại nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ vào đây. Các bạn thấy rằng là làm khá chỉ kỳ công đúng không? Không thể như các bạn nghĩ đâu. Hàng free thì các bạn phải chấp nhận thôi. Đây, mình sẽ paste vào đây. Name. Chúng ta sẽ là username của chúng ta chính là cái cục quản nợ này. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ là password nha các bạn. Password của mình này. Rồi. Thì sau khi mà để cho nó gọi là nó ăn code của chúng ta thì các bạn sẽ cần phải chạy lại con project của chúng ta nha. Đây này, mình sẽ Ctrl C. Ở đây thì sorry các bạn, mình sẽ cần phải npm install nha để cho nó cài đặt cả gọi là một hai cái thư viện mà lúc nãy mình dùng thằng Postgres đó các bạn, mình chưa chạy cái câu lệnh npm install thì nó chưa gọi là chưa cài đặt cho mình.
Thì ở đây thì trong lúc mà nó cài đặt thì mình nghĩ là nó cài đặt khá chỉ là nhanh thôi. Mình sẽ mở lại cái tài liệu của chúng ta. Đầu tiên thì mình sẽ tạo table trong cái database Postgres thì các bạn. Chúng ta sẽ dùng migration nhé. Đây. Các bạn thấy rằng là việc chúng ta dùng công cụ ấy thì thay vì các bạn phải tạo bằng tay đúng không? Bây giờ chúng ta dùng gọi là câu lệnh thôi. Ở đây thì để tạo migration mình sẽ đây mình sẽ copy câu lệnh này thôi. Đấy, mình sẽ copy lại câu lệnh này nhé. Còn quay lại thì bây giờ thì mình đã ở đây thì S21 package rồi. Ok. Bây giờ thì mình sẽ chạy lại câu lệnh là npm start để chạy ứng dụng của chúng ta nhé. Npm start này. Chạy lên nào, come on baby. Chúng ta đây, app của chúng ta chạy lên cổng 8080 rồi nha các bạn. Rồi. Bây giờ mình quay lại vẫn là terminal này. Ở đây thì nó bị cái gì đây? Relation product do not exist, chúng ta bị cái gì đây? Postgres relation. Chúng ta chúng ta chưa tạo table mà các bạn. Rồi, thì bây giờ thì các bạn kệ nó đi, các bạn paste vào đây. Các bạn paste vào nhé, các bạn enter để cho nó migrate các bạn này. Cannot find config.json. Ôi, toa mất rồi, chúng ta đã xóa mất cái file config.json này. Chúng ta vẫn cần phải để lại cái file config.json này để cho nó hiểu rằng là mình đã chót xóa cái file config ở đây rồi. Tại sao nó cần như thế này nhỉ? Hơi thối nhỉ? Nó lại cần một cái file config để cho nó hiểu rằng là để làm sao để kết nối đến nhỉ? Thì như thế này, mình sẽ mở thùng rác cho các bạn. Bản chất chúng ta xóa là nó chạy vào thùng rác thôi. Đây, mình sẽ restore lại cái file config thôi. Thì mở lại code của chúng ta thì nó đây này, các bạn thấy rằng nó vẫn ở đây thôi, chúng ta không phải lo đâu. Đấy. Thì bây giờ thì các bạn sẽ cần phải sửa một vài cái name cho nó này. Thứ nhất rằng là chúng ta còn chưa tạo table nữa cơ. Database chúng ta có database rồi. Database chính là cái schema của chúng ta thôi. Chúng ta sẽ cần phải user dialect progress. Mình nhớ rằng là hôm trước mình làm cái gì nhỉ? Ở đây thì các bạn sẽ lâu lắm rồi mình không dùng lại con này. Mình sẽ dùng Postgres ở đây. Postgres. Rồi, mình sẽ sang cái file này, mình sẽ cần password này, mình sẽ cần phải copy sang bên này, chúng ta sẽ cần phải password. Tiếp theo nữa, chúng ta sẽ cần phải mình sẽ cần phải bên cái file env này, password này, username. Các bạn thấy rằng là username đấy, username database host của chúng ta cần phải thay cái host nữa. Cái host các bạn thấy rằng là làm để mà cho nó ăn được tiền nó không hề dễ đâu. Dễ thì người ta đã làm đầy rồi. Đấy, rồi, nhấn Ctrl S nha các bạn. Ctrl S cho nó lưu lại rồi. Thì bây giờ mình sẽ chạy lại cái file này xem nào. Chạy lại enter. Đấy, bằng chúng ta đang bị SSL off toàn chưa? Nó bị SSL off này. Đấy là lý do tại sao mà mình đã bảo các bạn rồi, nó không hề dễ như các bạn tưởng đâu. Các bạn dialog, các bạn copy thì cái đoạn này nữa. Đấy. Dialog phải paste vào. Ở đây thì các bạn sẽ thêm một dấu đóng như thế này. Đấy, chúng ta sẽ cần phải như thế này. Thằng JSON nó bắt syntax rất là chặt. Đấy, thừa một dấu phẩy, lỗi. Rồi, tiếp. Sai thì sửa. Tiếp nào, chạy lại. Enter. Xem nào. Thì development database chatbot do not exist. Chúng ta lại bị toang tiếp. Ở đây thì chúng ta bản chất của nó chính là một cái schemer. Schema của chúng ta vào public bình thường. Hôm trước mình tạo cái gì ta? Lâu ngày không làm cũng quên mỡ nó luôn. Các bạn sẽ comment cái này cho mình. Thằng này nó không cho comment, chúng ta xóa. Đấy. Mặc định thằng Postgres, nếu như mình hiểu nó không nhầm thì nó sẽ chạy vào cái schema public cho chúng ta. Database do not exist, chúng ta lại sao có nó chạy một cái dòng. Ở đây thì sau một hồi fix lỗi thì mình cũng fix được cái lỗi của chúng ta. Sorry các bạn nha, mình làm vội quá thì mình không để ý kỹ thì cái tên database name của chúng ta thì đối với thằng Heroku nó có ghi rõ lù lù như thế này rồi. Thì ở đây quay lại ở đây thì mình sẽ refresh này các bạn, mình sẽ refresh các bạn này. Các bạn sẽ để ý cho mình nha. Đây này, bây giờ mình đã có hai cái table của chúng ta product này. Các bạn thấy rằng là chúng ta chưa có gì nha. Đây, nó migrate ra này, cái SQLite metadata ấy. Thì lý do mình dùng thằng SQLite đấy chính rằng là việc các bạn code của bạn vẫn giữ nguyên, tuy nhiên rằng là việc các bạn khác database nó không ảnh hưởng gì, chúng ta chỉ cần chạy lại thôi nha. Bây giờ thì mình sẽ chạy lại cái câu lệnh gọi là migrate để chúng ta có một cái, chúng ta đã có shipping rồi nha. Bây giờ đấy, mình sẽ chạy lại câu lệnh này, các bạn sẽ để ý này. Thì lý do mình dùng cái thằng dbver để mình có thể test được database tại local của mình luôn, mình không cần phải lên server.
Rồi thì mình đang chạy lại cái file của chúng ta đang chạy data fetch nha. Đấy, rồi. Thì bây giờ mình sẽ refresh này các bạn nha, mình sẽ refresh các bạn này. Thì các bạn thấy lên 32KB thì mình sẽ nhấn vào đây. Mình sẽ nhấn vào tab data các bạn này. Các bạn sẽ nhìn cho mình nhá. Đây chính là data mà mình xem này. Các bạn thấy rằng là nó tốn thời gian. Đấy, các bạn thấy là ngon chưa? Đấy. Nó có một cái view như thế này. Trên Heroku các bạn không thể xem được database tiện như thế này đâu. Còn đây là mình dùng phần mềm nha các bạn. Đấy, các bạn thấy là mình đã lên được rồi nha. Thì bây giờ công việc cuối cùng của mình cực kỳ vất vả đây chính là mình sẽ đẩy cái đống data này lên Heroku nha. Mình vẫn để lại cái file config.json để mình thay đổi cho dễ nha. Chúng ta vẫn bị lỗi rằng là relation product does not exist thì mình sẽ control C này, y này, mình sẽ npm start xem là nó có bị lỗi như thế này không nha các bạn nha. Thì mình sẽ xem là cái relation của nó có còn không nào. Đây, các bạn thấy rằng bây giờ nó hết lỗi rồi nha. Lúc nãy thì không biết tại sao nó lỗi. Thì để code lên Heroku thì mình sẽ commit nha các bạn. Git add này, đấy, git commit to add or connect to DB, connect DB. Right. Git push origin, git push Heroku master. Đấy. Như vậy rằng là mình đã có thể kết nối đến gọi là Heroku rồi nha. Thì bây giờ thì trong lúc mà nó đang build ấy thì mình sẽ đi config cái file env cho nó các bạn này. Thì ở đây thì mình sẽ cần phải vào setting của mình nhé. Mình sẽ cần phải đi config lại cái review config variable. Đấy, thì mình sẽ cần phải thêm những cái tham số môi trường nào. Ở đây thì mình đang để code lên rồi. Thì có một vài tham số đây chính là trong file env này. Thứ nhất thì mình sẽ cần phải thêm dbhost này để cho nó kết nối đến cái thằng Postgres của chúng ta, dbhost của chúng ta này. Chúng ta chính là bản chất của thằng Heroku đấy các bạn. Thì nó đang xây trên cái tầng của Amazon Web Service đấy. Đấy là lý do tại sao nó dùng nhanh vậy đấy. Chứ không phải là mình cũng đấy là cũng là một phần tại sao mình dùng thằng Heroku đấy các bạn, nó khá chỉ là nhanh đấy. Rồi mình sẽ cần phải thêm những tham số vào đây thì cái ứng dụng của chúng ta nó mới hiểu được. Database username này. Đây username, các bạn cũng yên tâm rằng là xong video này thì mình sẽ xóa cái database này thôi. Thì các bạn cũng nên tự tạo một cái database cho các bạn nhé. Còn database của mình thì mình nghĩ rằng mình không thích cho người khác dùng chùa, đây là lý do tại sao các bạn nên phải tự tạo nha. Đấy, các bạn thấy rằng mình đã xong rồi nha. Thì bây giờ thì mình sẽ cần dùng câu lệnh là Heroku log data tail để chúng ta xem cái log thằng Heroku xem là ứng dụng của chúng ta nó đang ở trạng thái như thế nào. Đây, các bạn thấy rằng là của mình đã trạng thái nó đang chạy trên cổng nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay lại với con chatbot của chúng ta nha. Mình sẽ cần phải mở lại Facebook Messenger. Ở đây thì mình sẽ xóa đi, mình sẽ xóa hết delete chat đi. Rồi thì mình sẽ test lại cái nút của chúng ta, mình sẽ xem get started nó chạy chưa nào. Thì nó đang khởi động lại rồi, có vẻ như là nó xong rồi nha các bạn. Đây Harry Phạm, mọi thứ đang là ok thì mình sẽ test cái nó đang gửi nữa thôi. Đấy, các bạn thấy rằng là menu chính này. Mình sẽ xem nào, menu chính thì kiểu gì nó cũng ra cái bữa trưa cho mình ra bữa trưa nha. Bữa trưa thì để mình xem nào. Bữa trưa của chúng ta thì mình đang xem là các bạn thấy rằng lần này nó typing khá chỉ là lâu và chúng ta đã không lấy được data rồi thì có vẻ như là chúng ta đã toa. Các bạn thấy rằng là chúng ta đã có một cái bữa trưa send typing on, chúng ta không hề lấy được data này. Thì ở đây thì mình đoán rằng là nó đang bị cái để biết được rằng lỗi của chúng ta ở đâu ấy các bạn. Thì các bạn sẽ cần phải như thế này. Các bạn trong cái hàm bản chất của nó ấy, trong cái file chatbot service đấy các bạn, bản chất của nó rằng là sau khi mà nó đã lấy được cái cục của nợ này này. À sorry các bạn nha, cái hàm get lunch menu của chúng ta bây giờ chúng ta phải await nha các bạn. Đây này. Bởi vì rằng là chúng ta có từ async mà. Ở đây. Thì ở đây thì cái response của chúng ta các bạn phải chờ nha, await. Đấy, các bạn sẽ cần phải chờ chỗ này này, chúng ta cần phải thêm cái await trong cái hàm này thì nó mới chờ cái promise của chúng ta. Thì trong cái hàm consent API ấy, để biết lỗi nó ở đâu ấy các bạn, đây này. Các bạn muốn mà lỗi ở đâu thì các bạn sẽ mở cái console log, các bạn lock cái phần body ra. Bây giờ thì mình sẽ lock cái phần body ra nha. Đấy, nếu mà có lỗi thì các bạn sẽ thấy được cái lỗi gọi là trong phần body ra thôi. Thì để gọi là xem lại thì mình sẽ cần phải mình sẽ để lại code của chúng ta nha, git add này. Lúc nãy thì mình quên mất mình dùng async await mà mình quên mất phải chờ nó, git make commit update. Rồi. Git put Heroku master. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải chờ nó build lại một lần nữa nha các bạn. Thì mình hy vọng thì lần này sẽ được thôi, mình đoán cũng được thôi, mình cũng không ngờ rằng là nó dài như thế này. Bởi vì các bạn thấy rằng là để làm cho nó được, cho nó ngon ấy, thì mình tốn thời gian gọi là các bạn muốn mà test code của bạn ấy, chatbot nó có một cái điểm khá chỉ bất lợi, đấy chính là là các bạn đang làm với thằng Facebook thì bắt buộc các bạn phải đẩy lên host chúng ta mới test được. Thành ra rằng là tuy nhiên là trong quá trình các bạn làm ấy, nếu mà những bạn beginner ấy, như mình thì mình sẽ đẩy trực tiếp lên host và mình test luôn. Tuy nhiên rằng là đối với những bạn beginner thì bắt buộc các bạn phải test tại local, tức là test tại máy tính của các bạn xem là nó được chưa. Thì sau khi mà nó được rồi ấy, thì các bạn mới làm được. Các bạn thấy rằng là Heroku của mình nó đã chạy lại rồi này. Bây giờ thì mình sẽ nhấn restart lại con bot xem là có chuyện gì xảy ra không nha. Bot của chúng ta đã chạy ok nha.
Mọi thứ đang lo ngon lành cành đào, chúng ta đang chưa đến bước lỗi mà. Menu chính nha. Bây giờ đến menu chính này, rồi bữa trưa. Rồi, lần này bữa trưa xem nào. Nó lấy được xem nào, lấy đi cho tao xem nào. Đấy, typing hơi lâu. Chúng ta vẫn lỗi các bạn này. Chúng ta vẫn bị lỗi. Đây. Param name place to fill element. Chúng ta param name bút bách bữa trưa có vẻ như rằng là chúng ta chưa lấy được các bạn này, chưa fill element, thì chứng tỏ một điều rằng là nó không chờ cái chúng ta không lấy được ở dưới database à? Chúng ta không lấy được dưới database thì mình có một cách nữa nha các bạn. Các bạn sẽ lock cái thằng respond ra nha. Chúng ta sẽ gọi là mình sẽ có sở đó lock này. Send PS ID, chúng ta có send API. Mình sẽ cần phải lock cái thằng thằng respond của chúng ta ra. Chúng ta đang bị lỗi à? Hơi ban căng nhỉ. Get handle get started template. Mình sẽ, tại vì nó quá nhiều cái file hôm trước, ngày trước mình code cái này thì mình code cũng khá là lâu rồi. Mình không get launch menu template data.await, chúng ta file all, chúng ta db.product. Để có một cách nữa nha các bạn, mình sẽ test lại xem là ở đây thì mình vừa sửa cái gì nhá. Bây giờ thì mình vừa thêm một dấu cách. Bây giờ thì mình sẽ test một cái, đấy chính là mình sẽ test tại local xem là chúng ta đã gọi là chúng ta đã lấy được data chưa nhá. Thì để làm được đấy thì mình sẽ tắt bớt những cái file này đi. Thì ngay tại cái file mình sẽ mở lại file server nha các bạn. Đây. Thì các bạn thấy rằng là chúng ta vẫn có cái hàm này, get launch menu của chúng ta vẫn đang có nhá. Thì để ở đây thì mình sẽ console log như các bạn, get launch menu trong cái file chat submit này, get launch menu chúng ta vẫn có cái này, element push chúng ta chấm push, mình sẽ console log như các bạn, console log checks respond respond này. Đấy thì bây giờ thì mình sẽ respond respond này chấm attachment chấm payload chấm element. Đấy rồi mình nhấn Ctrl S thì bây giờ thì mình sẽ chạy lại các project của chúng ta. Node của chúng ta cần được xe đi npm start rồi này. Chúng ta sẽ check local xem là chúng ta có lấy được không nha các bạn nha. Chúng ta đang chờ này, chúng ta đang chờ running trên cổng check response. Chúng ta chưa lấy được các bạn này. Tại local tại sao mà chúng ta không lấy được nhỉ? Respond của chúng ta ở đây thì respond của chúng ta đang bị rỗng. File or chúng ta product chúng ta đang database của chúng ta chính là cái này. Mình sẽ refresh một cái xem nào. Chúng ta đang kết nối lại xem là database của chúng ta vẫn có mà. Chúng ta database của chúng ta vẫn có product. Cái thằng ở đây thì mình chưa định nghĩa cái database trong cái file này các bạn này. Mình sorry các bạn nhé, trong cái file index các bạn này. Đây. Chúng ta đang thiếu một cái đây chính là database, tương tự như bên bên cái file config này các bạn này. Khi mà chúng ta tạo kết nối đến ấy, thì mình thiếu một cái này nha các bạn, nó không biết được là database nào. Mình đoán là vậy. Đây, rồi. Thì mình sẽ nhấn Ctrl S nha các bạn. Đây, thì mình đang hard code như thế này, tí nữa chúng ta sẽ cấu hình luôn cái tham số này. Không, chúng ta đã có một cái database name này. Chúng ta đã lấy rồi mà, database của chúng ta đã có rồi. Host của chúng ta đâu có chuyện đấy đâu nhỉ. env database name chúng ta có rồi mà. Trong cái này running as support chúng ta vẫn chưa respond rồi, chúng ta chưa có gì nhỉ. Mình sẽ có sở log data xem nào, có sở log check data đấy. Mình sẽ phải cái biến data của chúng ta rồi, mình sẽ nhấn Ctrl S xem. Chúng ta file all, chúng ta run bằng true, chúng ta đang lấy data. Bàn căng gấm nhỉ. Đây này. Chúng ta có data của chúng ta có mà. Tại sao mà cái respond của chúng ta không có nhỉ? Data của chúng ta có các bạn này. Element respond let respond chính bằng thằng chấm payload chấm element. Respond. Sorry các bạn. Lúc nãy thì mình đã xóa nhầm mất cái của chúng ta rồi. Chắc lúc nãy là mình xóa nhầm. Đây các bạn thiếu nhá. Sorry các bạn nhá. Đây các bạn sẽ đi đè, lúc nãy thì mình xóa hơi quá tay chính bằng cái element của chúng ta. Đấy rồi, mình gắn đè, bây giờ mình nhấn Ctrl S nhá. Không phải code chúng ta lỗi đâu các bạn, mà lúc nãy là do mình xóa quá tay thôi. Sorry các bạn, làm nhiều quá thì
đôi khi nó bị lỗi. Đây các bạn thấy rằng bây giờ chúng ta check data này, check data, check response của chúng ta có rồi nhé. Đấy, lúc nãy mình xóa ở qua tay, đây chính là cái đoạn mình gắn đè lại này. Đấy, rồi bây giờ thì mình sẽ cần phải để lại code in GitHub nhé. Chúng ta xem chúng ta đổi cái gì nào. Rồi ok, không phải index cũng không có gì. Rồi mình sẽ để lại nhé. Lúc nãy thì xóa ở qua tay. Đấy, lúc nãy thì cái đoạn các bạn có thể thấy rằng là cái đoạn nào nhé. Mình sẽ cần phải xóa phóng nhỏ nó lại, tối rồi, hơi muộn này, mình hơi qua tay. Đấy, mình sẽ xóa cái dòng check data này các bạn. Đây này, lúc nãy mình xóa mờ cái dòng này. Đấy, đây là lý do tại sao nó không ăn code cho mình. Rồi, thì mình sẽ là git add này. Git add, git commit to update này. Rồi, git push hey, Roku master. Đấy, thì khi gặp lỗi thì khá chỉ bình thường các bạn. Việc mà các bạn gặp lỗi thì cũng như mình đấy, thì làm gọi là nếu mà mình làm ấy là một cái chuyện khác, còn khi mà mình phải hướng dẫn lại các bạn thấy rằng là đầu mình nhá, mình vừa phải nghĩ, mình vừa phải nói, mình tay mình phải ghi, nó khác hẳn với việc rằng các bạn làm một mình ấy, nó cực kỳ khác luôn. Còn việc các bạn thấy rằng là đây cũng là một trong những lý do tại sao mình không làm luôn cái series về kết nối database, tại vì nó khá chỉ nhiều việc phải làm. Với lại một phần nữa rằng là cái cộng đồng người Việt của chúng ta đấy các bạn xem nó không được bao nhiêu cả, nó không đáng với công sức của mình làm. Đấy, rồi mình sẽ delete nha, mình sẽ chạy lại một lần nữa. Các bạn thấy rằng là để test một cái đơn giản thôi đấy. Promote, đây, edit đây, test button của chúng ta thì mình sẽ get started xem này, xem là chatbot của chúng ta lên rồi. Đang lựa chọn này, khóa chỉ là low nha. Chúng ta đang có chatbot rồi. Menu chính xem nào. Chúng ta đã có menu chính rồi, gửi menu chính thì mình sẽ gửi đến bữa trưa. Hy vọng lần này nó sẽ được thôi. Chúng ta rồi finally nó cũng được nha các bạn. Món tráng miệng này cá bảy màu thì không khó nhá. Chúng ta món tráng miệng, tại sao chúng ta đang cái title là món tráng miệng? Ở đây thì mình sẽ sửa database của mình nhá. Ví dụ mình sẽ thêm một chữ là abc nha các bạn. Bây giờ là câu chuyện là mình sửa database nhá. Thì khi sửa database với thằng này thì mình sẽ nhấn nút lưu các bạn này, mình đã sửa trực tiếp database nhá. Rồi thay vì món tráng miệng thì mình sẽ thay cái này bằng title của mình là test hỏi dân IT, hỏi dân IT nha các bạn. Đây mình sẽ sửa một cái từ này để cho nó sang thương hiệu của mình luôn. Rồi mình đã lưu database rồi nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ cần phải mình sẽ nhấn nút quay lại nha các bạn. Mình có một cái option ở đây này, một cái option là quay trở lại này, quay trở lại đây thì nó sẽ quay trở lại cái option lúc trước. Đây mình sẽ quay lại bữa trưa nha các bạn. Bây giờ thì nó hy vọng nó sẽ ra cái option. Chúng ta vẫn bị là cá bể màu ở đây thì mình nghĩ rằng là do thằng Heroku có một cái cơ chế, đấy chính là caching data các bạn. Caching data là sao? Caching data chính rằng là ở đây thì mình sẽ cần phải refresh xem nào. Refresh đây, các bạn thấy rằng là ở đây thì mình đã có một cái là test hỏi dân IT này, nhà hàng có nhiều món ăn hấp dẫn. À không, do mình vừa thằng Heroku ấy, tức rằng là nó đang sort theo cái giống như là cái created at ấy. Không sai đấy các bạn. Đây này, mình sẽ đây nó vẫn đúng thôi. Đây này, mình sẽ kéo lên trên này các bạn này. Đây, các bạn thấy rằng chữ hỏi dân IT đây này. Thì cái trường hợp chúng ta vừa gặp phải lúc nãy là do rằng là các bạn thấy rằng là mặc định trong thằng Postgres ấy, nó sẽ update sort cái gọi là các row trong cái table của bạn ấy theo một cái trường này, chính là update từ at, tức là cập nhật khi nào ấy. Thì ở đây thì do mình vừa cập nhật cái thằng test hỏi dân IT thì các bạn thấy rằng là nó từ vị trí số 1 nó chạy xuống thứ 3, nhưng các bạn nó không sort theo cái ID. Còn ở đây thì các bạn mà muốn ấy, các bạn muốn mà nó không bị thay đổi ấy, thì các bạn sẽ thêm một cái là order by ID nữa trong cái hàm này các bạn này, trong cái hàm mà file or của bạn đây này, các bạn sẽ thêm một cái điều kiện là order by ở bên trong này nữa thì nó ok rồi nha, nó cực kỳ dễ thôi. Tuy nhiên đấy là bug mà mình cũng muốn các bạn tự làm thôi, các bạn tự làm thì nó mới ok được nha. Thì trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta có thể load được data từ dưới database rồi các bạn thấy rằng là chúng ta đã thay được cái này rồi nhé. Thì trong quá trình thực hiện video này, nếu như rằng là các bạn có điều gì vướng mắc cũng như rằng các bạn có bất cứ câu hỏi gì thì các bạn đừng ngần ngại, chỉ comment bên dưới video cho mình biết nha. Thì các bạn có một điều các bạn không phải thông cảm cho mình, đấy chính là số code video này các bạn chịu khó các bạn code nha, mình cũng không có thời gian gọi là để mình public ra, bởi vì con chatbot này mình làm gọi là công sức của mình mà. Rồi thì đây thì mình đã để lên GitHub rồi thì cũng không có cái phần gọi là review file thay đổi đâu. Còn các bạn muốn tìm tài liệu về thằng Postgres cũng như là về Heroku ấy, thì các bạn chịu khó xem cái series gọi là full stack của mình nhé. Đây này, cái series full stack ấy, thì về cái công cụ mà mình dùng ở đây chính là Dbeaver ấy. Các bạn thấy rằng là Dbeaver chính là con chuột chuỗi ấy.
Thì ở đây thì mình có một cái đấy chính là video gọi là triển khai database MySQL với Heroku này, chuẩn bị môi trường, những cái ví dụ thang 102, chuẩn bị môi trường các thứ, là mình hướng dẫn các bạn gọi là cài đặt thằng Dbeaver cũng như là kết nối đến database Postgres trên Heroku, thì các bạn có thể xem series này nha. Thì link đến tài liệu tham khảo, link đến mọi thứ cần thiết các bạn có thể xem tại phần miêu tả của video cũng như là tại cái comment đầu tiên nha. Nếu các bạn thấy nội dung video hữu ích, đừng quên like, share cũng như bình luận bên dưới video. Nhấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.